Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 105. A Tửu lạnh nhạt nói, cũng là sư đệ của ngươi đấy. Cô gái lắc đầu, lão nương đã bảo tỷ cai rượu từ lâu rồi mà tỷ không chịu nghe, giờ thì hay rồi. Uống rượu đến mức đầu óc không được bình thường luôn. A Tửu nhìn về phía Diệp Huyên, lấy thanh kiếm ra cho nàng xem. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó vẫn lấy thanh kiếm ra. Lúc nhìn thấy thanh kiếm, cô gái lập tức sửng sốt, một khắc sau, nàng ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, thầm đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cô gái nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên, cau mày, sao ngươi lại có kiếm của sư tổ? A Tửu giải thích, hắn là đệ tử của sư tổ. Cô gái nhìn về phía A Tửu, hắn nói thế à? A Tửu gật đầu. Cô gái quan sát A Tửu, sư tổ là nhân vật của thời đại nào? Hắn là người của thời đại nào? Tỷ đi tin hắn là đệ tử của sư tổ á? A Tửu hơi do dự, sau đó nói, con người hắn thành thật, không biết nói láo. Nói xong, nàng ta còn nhìn về phía Diệp Huyên, đúng không? Diệp Huyên. Cô gái lắc đầu, tỷ đúng là uống nhiều rượu giả quá rồi. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người nói thật đi, người lấy được thanh kiếm này từ chỗ nào? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, kiếm này cũng có linh, người có thể hỏi nó. Cô gái đang định đáp lời thì thanh kiếm kia đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cô gái, không nói lời nào. Lúc này, cô gái im lặng. A Tửu vội nói, hắn chính là đệ tử của sư tổ. Cô gái nhìn Diệp Huyên, vậy sao? Diệp Huyên hờ hững nói, nếu các hạ tin, ta nói thế nào các hạ cũng sẽ tin, nếu không tin, ta nói gì cũng vô dụng, không phải sao? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. A Tửu nói, hắn đã chữa khỏi cho Linh giúp chúng ta. Cô gái lạnh lùng nhắc nhở, A Tửu, đừng trách ta không nhắc nhở tỷ. Nhân quả trên người tên này quá nhiều, nếu tỷ thu nhận hắn, tỷ sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy. A Tửu nhíu mày, Tư Đồ, sao ngươi có thể như thế? Chẳng lẽ chúng ta không nhận hắn sao? Cô gái được gọi là Tư Đồ nhìn A Tửu, người này đôi mắt láo liên, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành, lời hắn nói, tốt nhất tỷ chỉ nên tin một phần, nếu không có bị hại chết thế nào cũng không biết. Diệp Huyên. A Tửu hờ hững nói, đến tìm ta có chuyện gì? Tư Đồ đáp, tỷ gặp người của Lục Duy à? A Tửu gật đầu. Tư Đồ hỏi, bọn họ bảo tỷ giết tên này sao? A Tửu nhìn Tư Đồ, bọn họ cũng tìm ngươi à? Tư Đồ gật đầu. A Tửu nhíu mày, những người này. Tư Đồ cất lời, những người đó sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tỷ muốn xen vào chuyện này sao? A Tửu nhìn Tư Đồ, người thật sự không niệm tình đồng môn chút nào sao? Tư Đồ lạnh nhạt đáp, hắn chưa chắc là đệ tử của sư tổ. A Tửu nhìn chằm chằm Tư Đồ, người nói thế cũng không được, kiếm của sư tổ ở trong tay hắn, hơn nữa kiếm kia không hề bài xích hắn, cái này đã đủ để chứng minh rồi. Tư Đồ tức giận, sao tỷ cứng đầu thế? A Tửu lạnh nhạt đáp, không có sư tổ cũng sẽ không có Đảo Trích Tiên. Không có Đảo Trích Tiên thì làm sao có Tư Đồ ngươi? Ngươi sợ Lục Duy, còn ta thì không. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi. Diệp Huyên gật đầu. Tư Đồ tức đến mức đỏ mặt, A Tửu, cái đầu ngu ngốc này, trên người hắn có quá nhiều nhân quả, tỷ thu nhận hắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía Tư Đồ cô nương. Ta chưa từng muốn lợi dụng A Tửu sư tỷ để chống lại cái gì giúp mình. Tư Đồ nhìn Diệp Huyên, tiểu tử, ngươi không phải đệ tử của sư tổ. Kiếm đạo của ngươi hoàn toàn khác với kiếm đạo của ông ấy. Diệp Huyên hỏi ngược lại, kiếm đạo của A Tửu sư tỷ giống với kiếm đạo của ông ấy sao? Tư Đồ nhìn Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên cũng im lặng, xoay người rời đi cùng A Tửu. Tư Đồ đứng im lặng tại chỗ. Thật ra nàng ta vẫn thấy rất nghi ngờ, sao người này lại có kiếm của sư tổ chứ? Nghĩ mãi không ra. Diệp Huyên đi theo A Tửu đến trước nhà Trúc, nhưng lúc này, nhà Trúc đã biến thành một đống đổ nát.
A Tửu lạnh lùng mắng, con bé chết tiệt này. Diệp Huyên chợt hỏi, sư tỷ, không phải nàng dùng đao ư, sao lại cùng tông môn với chúng ta? A Tửu nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết à, sư tổ cũng dùng đao. Dùng đao. Diệp Huyên híp mắt, kiếm tu mặc trường bào màu trắng kia cũng dùng đao ư. A Tửu nhìn Diệp Huyên, ngươi không biết à. Diệp Huyên trầm giọng nói, lúc gặp ông ấy chỉ dùng kiếm chứ không dùng đao. A Tửu nhẹ giọng nói, trong ghi chép của đảo Trích Tiên chúng ta, ông ấy rất ít dùng kiếm, gần như đều dùng đao. Diệp Huyên thắc mắc, một kiếm tu như ông ấy, sử dụng đao làm cái gì? A Tửu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía pho tượng xa xa, người này không tu kiếm mà chạy đi tu đao. Là vì thấy tu kiếm quá nhàm chán à? Lúc này, A Tửu chợt hỏi, người đã lĩnh ngộ kiếm niệm rồi à? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không biết, nhưng lúc xuất kiếm, trong đầu ta thật sự có rất nhiều suy nghĩ. A Tửu ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, có lẽ là kiếm niệm, nếu không phải kiếm niệm, người đã không đỡ được một đao đó của Tư Đồ rồi. Nhưng ngươi chỉ mới lĩnh ngộ thôi, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được, việc ngươi cần làm bây giờ là tĩnh tâm hiểu rõ nó, khống chế nó trong tay. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, trong đầu là cảnh xuất kiếm trước đó. Kiếm niệm. Trên kiếm ý chính là kiếm niệm, có thể nói một khi nắm giữ kiếm niệm, kiếm đạo của hắn sẽ thăng hoa, khi đó, không chỉ có kiếm đạo, ngay cả kiếm vực cũng có thể trở nên mạnh hơn. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua. A Tửu quan sát Diệp Huyên chốc lát, rồi lặng thinh quay người rời đi. Một giây sau, nàng ta đi đến bên bờ biển, cũng chính vào lúc này, Tư Đồ xuất hiện ở bên cạnh nàng ta. Tư Đồ trầm giọng lên tiếng, ngươi thật sự muốn xen vào chuyện của hắn. A Tửu đăm chiêu nhìn vào từng con sóng nơi xa xăm, Tư Đồ, ngươi sợ lắm hay sao? Tư Đồ cười lạnh, ta sợ ư, đã có thứ gì từng khiến Tư Đồ ta phải sợ hãi? A Tửu xoay người nhìn thẳng vào Tư Đồ, ngươi cảm thấy vùng vũ trụ này còn có thể tồn tại bao lâu? Tư Đồ im lặng. A Tửu nhìn về phía chân trời, khẽ khàng nói, lúc ngũ duy kiếp kéo đến, sinh linh của vùng vũ trụ này, khó mà sống sót. Tư Đồ chợt nói, dựa vào thực lực của ngươi, đến lục duy chẳng phải là việc gì khó cả. A Tửu trầm giọng đáp, trước kia ta cũng nghĩ như thế, nhưng bỗng nhiên ta phát hiện, chúng ta đã quá xem thường lục duy. Tư Đồ nhìn thẳng A Tửu, ngươi cảm thấy chúng ta không đánh lại bọn họ. A Tửu mỉm cười cất lời, Tư Đồ, nếu lục duy thật sự yếu như thế, bọn họ sớm đã tiêu đời. Chúng ta muốn đánh lên lục duy, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm đó là đối mặt với tất cả các cường giả của lục duy, mà một khi đối mặt với ngoại địch, chắc chắn bọn họ sẽ đoàn kết một lòng. Điều thứ hai là, chúng ta còn phải đối mặt với vách ngăn vũ trụ, người nghĩ người có thể đối mặt với vách ngăn vũ trụ và tất cả các cường giả lục duy sao? Tư Đồ im lặng không nói gì. A Tửu nhìn về nơi xa, khẽ nói, hơn nữa, ta cảm thấy, có lẽ còn có cách cứu vãn vùng vũ trụ này. Tư Đồ nói, bởi có hắn. A Tửu gật đầu. Tư Đồ trầm giọng nói, dựa vào thực lực của ngươi thì không thể không biết được nhân quả trên người hắn. Ở cùng với hắn, ta sợ chúng ta sẽ không có kết cục tốt. A Tửu cười nói, trong lòng ngươi đang hoảng sợ. Nghe vậy, đôi con ngươi của Tư Đồ đột nhiên co lại. Hoảng sợ. Trong lòng hoảng sợ, chuyện này đối với kiếm tu và đao tu mà nói, đây tuyệt đối là đại kỵ. A Tửu lại nói, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể góp một phần ít sức lực để giúp hắn. Tư Đồ trầm giọng nói, vì sao phải vậy? A Tửu nhìn thẳng vào Tư Đồ, lúc trước khi ta đi vào Thánh Thành, ta phát hiện ra, giáo chủ Thánh Thiên Tất Thương đã hiệu triệu người của linh vực tiến về vũ trụ ngũ duy. Tư Đồ nhíu mày, hắn có ý muốn cứu người của linh vực. A Tửu gật đầu, đúng vậy, hắn muốn đối kháng với ngũ duy kiếp, và bây giờ, chỉ có hắn mới có hy vọng đối kháng với ngũ duy kiếp, bởi vì hắn nắm giữ được thư phòng. Tư Đồ bỗng nhiên hỏi, ngươi cũng không tin hắn là đệ tử của sư tổ, đúng không? A Tửu nhìn Tư Đồ, kiếm của sư tổ nằm trong tay hắn, vậy điều này đồng nghĩa với chuyện gì?
chính là đồng nghĩa với chuyện dù hắn không phải đệ tử của sư tổ, thì cũng là người mà sư tổ xem trọng, đã như vậy rồi, phải hay không phải còn quan trọng sao? Tư Đồ lại không nói gì. A Tửu lại nói, bất kể thế nào, đối với hai người chúng ta mà nói, chỉ có hai con đường, thứ nhất đó là đánh lên Lục Duy, và trở thành kẻ thù của toàn bộ Lục Duy. Thứ hai, đối kháng với Ngũ Duy Kiếp, sau đó bình yên sống sót. Tư Đồ nhìn về nói xa xăm, khẽ nói, nhưng ta lại cảm thấy, nhân quả trên người hắn còn đáng sợ hơn Ngũ Duy Kiếp. A Tửu nói, tuy hắn phải gánh mối nhân quả rất lớn, nhưng mà hiện giờ hắn vẫn còn sống. Vẫn sống. Nghe vậy, vẻ mặt của A Tửu thay đổi. Giây phút này nàng ta mới chợt nghĩ đến nhân quả trên người tên này lớn như thế, nhưng đến giờ vẫn còn sống. Bỗng chốc, Tư Đồ trầm giọng nói, hắn cũng chẳng đơn giản nhỉ. A Tửu đột nhiên nói, Lục Duy đã cho ngươi điều kiện gì? Tư Đồ cười nói rằng sau khi ta giết được hắn thì có thể đón ta đến Lục Duy, có điều, ta không tin. Tư Đồ ta, cho dù muốn đi Lục Duy, còn cần người khác phải bố thí ư. Nói thật thì ta rất muốn ngươi cùng ta đánh lên Lục Duy, tiện thể đến diện kiến cường giả Lục Duy một lần. Đánh lên Lục Duy, A Tửu nhìn lên khoảng không, lắc đầu. Lục Duy. Nàng ta chưa từng đến Lục Duy, nhưng nàng ta biết nơi này chắc chắn còn mạnh hơn linh vực. Trước kia nếu những thế lực lớn của linh vực liên hợp lại, hai người các nàng chưa chắc đã đánh lại, chứ đừng nói gì là vách ngăn của vũ trụ Lục Duy. Quan trọng là, tất cả các cường giả của linh vực liên thủ đánh Diệp Huyên, ấy vậy mà Diệp Huyên lại giành phần thắng. Chính vào lúc này, đằng xa bỗng có vọng đến tiếng lanh lảnh của kiếm, A Tửu quay đầu nhìn lại, nàng ta khẽ nói, đột phá rồi. Đúng là nhanh. Lúc nói xong, nàng ta đã không còn ở đó. Tư Đồ cũng biến mất không thấy. Ở một nơi nào đó, Diệp Huyên chợt mở bừng hai mắt, hắn đứng dậy, nắm tay mở ra, một thanh kiếm rất bình thường xuất hiện trong tay. Lúc này, A Tửu đến trước mặt hắn. Diệp Huyên nhìn A Tửu, rồi xuất kiếm chém tới. A Tửu cũng xuất kiếm. Hai đạo kiếm mạnh mẽ, vô thanh vô tức. Lúc hai thanh kiếm va chạm với nhau, nháy mắt Diệp Huyên bị đẩy lùi về sau mấy chục trượng, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu là trước kia, hắn ít nhất phải dùng hết sức mạnh của mình mới miễn cưỡng cản được nhát chém của A Tửu, nhưng bây giờ hắn đã có thể nhẹ nhàng đỡ được nó. Kiếm niệm. Nhất niệm nhất kiếm nhất niệm. A Tửu liếc nhìn Diệp Huyên, chúc mừng. Diệp Huyên cười nói, đa tạ chỉ điểm của sư tỷ. A Tửu lắc đầu, đều do ngộ tính của ngươi cao. Thật ra, đối với ngộ tính của Diệp Huyên, nàng ta cũng rất cực kỳ bất ngờ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế mà hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm niệm ấy, điều này khiến nàng ta không bao giờ ngờ tới. Diệp Huyên thu kiếm sau đó nói, A Tửu sư tỷ, thương thế của Linh đã hồi phục tương đối, ta còn chuyện cần phải xử lý, nên cần phải rời đi trước. Nói xong, hắn bảo Tiểu Linh Nhi gọi Linh đến, nhưng Linh sống chết không chịu đến, nó muốn đi theo Tiểu Linh Nhi. Đi theo Tiểu Linh Nhi quả là có quá nhiều điều tốt đẹp. Không chỉ có tử khí, mà còn có các loại đan dược cực phẩm. Hơn nữa, linh khí trong tháp còn thuần khiết hơn bên ngoài rất nhiều. Thấy Linh không chịu đến, Diệp Huyên cạn lời, tên nhóc này ăn tử khí ăn đến nghiện rồi chứ gì. Lúc này, A Tửu đột nhiên nói, thôi cứ để con bé đi theo ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyên khoát tay, sau đó nói, sư tỷ, nó là Linh của nơi này. A Tửu liếc nhìn Diệp Huyên, linh vực đã không còn là nơi thích hợp để tu luyện nữa. Ta có thể theo ngươi đến nơi kia của các ngươi không? Nghe vậy, trong tim của Diệp Huyên vô cùng vui mừng, liền lập tức đáp, đương nhiên là có thể. Thực lực của vị trước mắt này không phải hạng tầm thường, đối với Ngũ Duy mà nói có được nàng ta là vô cùng có lợi, đối với hắn lại càng cực kỳ có lợi. A Tửu mỉm cười gật đầu, được. Diệp Huyên nói, ta phải đi một chuyến đến Thánh Thành, sự tỷ có đi cùng không? A Tửu gật đầu, Tư Đồ cũng muốn đi với ta. Tư Đồ. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn không thích nữ nhân này. A Tửu nói, nàng ấy sẽ không gây chuyện. Diệp Huyên suy nghĩ chốc lát,
sau đó nói, được. A Tửu gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng ta quay người ngự kiếm, thoáng chốc đã biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên cũng theo đó mà biến mất. Sau khi đến Thánh Thành, lúc Tất Thương nhìn thấy A Tửu đi cùng Diệp Huyên, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kỳ lạ. Và cũng vào lúc Diệp Huyên gọi A Tửu là sư tỷ, vẻ mặt của ông ta càng kỳ lạ hơn. Trong thời gian ngắn, Đào Trích Tiên đã cùng hội cùng thuyền với Diệp Huyên. Chắc Diệp Huyên này sẽ không phải là người đại diện cho Ngũ Duy đấy chứ. Trong đại điện, Diệp Huyên nhìn thằng Tất Thương đang suy nghĩ trong lòng nói, bên phía âm linh tộc và thái cổ tộc như thế nào. Tất Thương vội nói, cường giả của hai tộc đã đến vũ trụ Ngũ Duy, còn bên thái cổ tộc thì gặp chút rắc rối. Diệp Huyên nhíu mày, rắc rối gì? Tất Thương nói, thái cổ thanh hơi khó khiến mọi người tin phục. Có một vài người thuộc thái cổ tộc không phục y, vừa bắt đầu đã có người gây sự, có điều sau đó đều bị thái thượng trưởng lão của thái cổ gia tộc trấn áp hết rồi. Diệp Huyên nói, cảnh giới của đối phương là bán bộ độn nhất. Tất Thương gật đầu, đúng vậy. Bây giờ, cường giả của thái cổ tộc toàn bộ đều đã đến vũ trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu, còn bên phía Thánh Thành thì sao? Tất Thương nói, cũng đều đã rời khỏi vũ trụ Ngũ Duy. Có điều, có lẽ linh vực còn có rất nhiều thế lực không muốn rời khỏi, bọn họ muốn ở lại đó. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, kệ bọn họ đi, ông có thể nói với bọn họ rằng, ngày sau bọn muốn đến Ngũ Duy, thì có thể đến, nhưng vẫn là câu nói cũ, đi Ngũ Duy, cần phải tuân thủ trật tự của Diệp Huyên ta, nếu không, đừng trách ta vô tình. Tất Thương gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyên đứng dậy, vậy ta đi trước. Tất Thương do dự chốc lát, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, nhiều người đến vũ trụ Ngũ Duy như thế, sợ là sẽ sinh ra hỗn loạn. Diệp Huyên hứng hờ nói, ai dám làm loạn lập tức giết chết. Tất Thương nhìn về phía Diệp Huyên, hắn lại nói, Tất Thương tiền bối, ông biết rõ sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì sao? Tất Thương trầm giọng nói, Ngũ Duy kiếp. Diệp Huyên gật đầu, sống sót mới là điều quan trọng nhất, ông hiểu ý của ta chứ? Nghe vậy, vẻ mặt Tất Thương thay đổi, vội nói, đã hiểu. Ông ta biết, Diệp Huyên đang cảnh cáo mình, bảo ông ta đừng quá thiển cận. Chuyện quan trọng nhất của những cường giả Ngũ Duy và linh vực đó chính là đối kháng với Ngũ Duy kiếp, và sống sót. Diệp Huyên liếc nhìn Tất Thương, tiền bối cứ bận việc của mình trước đi. Tất Thương gật đầu, được. Nói xong, ông ta liền lui xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên nhìn thẳng A Tửu, cười nói, chúng ta đi thôi. A Tửu gật đầu, sau đó hai người liền biến mất. Càng ngày càng nhiều cường giả ở linh vực đi về phía vũ trụ Ngũ Duy, bởi vì bọn họ biết Ngũ Duy kiếp sắp đến rồi. Có điều, vẫn có một vài thế lực không muốn đến. Ngũ Duy kiếp gì đó, bọn họ không tin tưởng lắm, vì ở linh vực chưa từng trải qua Ngũ Duy kiếp, thế nên bọn họ luôn ôm thái độ nghi ngờ với chuyện này. Và còn có một số người chẳng thèm quan tâm, bởi họ đối với Ngũ Duy kiếp này chẳng có bất cứ khái niệm nào, cũng không biết gì về hình dạng của nó, hơn nữa, cuộc sống ở linh vực vẫn bình thường. Nhưng cũng có một số thế lực thấy một số thế lực của thái cổ tộc đến vũ trụ Ngũ Duy, bọn họ cũng vội vã vượt gió đuổi theo. Dù sao, bây giờ linh khí ở linh vực đã không còn phù hợp để tu luyện nữa. Nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên và A Tửu ngự kiếm lao nhanh, đột nhiên Diệp Huyên xuất ra một lá bùa truyền âm màu vàng do Lý Trần Phong của Lục Duy để lại cho hắn, hắn có thể thông qua cái này liên hệ trực tiếp với vũ trụ Lục Duy. Diệp Huyên nói vài câu vào bùa truyền âm, sau đó liền thu nó lại. A Tửu liếc nhìn Diệp Huyên không nói gì. Vũ trụ Lục Duy, Liên Hiệp Điện. Lý Trần Phong vốn đang bế quan tu luyện đột nhiên mở mắt, không gian trước mặt ông ta chợt rung động, lúc sau, vẻ mặt hắn thay đổi, giận dữ mắng, là tên ngu xuẩn nào dám nhắm vào Diệp Thiếu, tên trời đánh này có chết thì một mình đừng liên lụy đến Lục Duy chúng ta. Nói xong, ông ta đi nhanh ra ngoài phòng, hướng thẳng đến Văn Điện. Lúc này Lý Trần Phong vừa sợ vừa giận. Giận là ở Lục Duy vậy mà có người dám động tới Diệp Huyên, sợ là Lục Duy sẽ bị liên lụy. Trước chưa nói đến cô gái váy trắng vô địch kia,
bây giờ dưới hạ giới lại xuất hiện thêm một cô gái cầm thương, loại người nào cũng đều không phải là người mà Liên Hiệp Điện có thể đối phó. Chỉ bằng phân thân của mình là người đó có thể giết toàn bộ cường giả bán bộ nhất cảnh ngay lập tức. Và những loại cường giả như thế này, không biết sau lưng Diệp Huyên còn có bao nhiêu người. Động vào Diệp Huyên. Đây chẳng phải đang chuốc họa cho Lục Duy hay sao? Lát sau, Lý Trần Phong đến trước cửa văn điện. Ở trong văn điện, một cô gái tóc trắng đang bận rộn. Cô gái này mặc bộ váy dài màu đen, mặt mày sắc sảo, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng ta chính là điện chủ của Liên Hiệp Điện, Văn Chiêu Nhược. Mặc dù thực lực của nàng ta không nằm trong nhóm cường giả đứng đầu Lục Duy, nhưng lực ảnh hưởng tại đây lại chẳng hề kém cạnh. Có nhiều lúc, võ điện cũng phải đến phục vụ văn điện. Lý Trần Phong không dám bước vào, ông ta chỉ đứng ở bên ngoài thi lễ, điện chủ, Diệp công tử ở hạ giới truyền tin đến, nói rằng có cường giả ở Lục Duy đang cố ý đối phó hắn, nên hắn muốn chúng ta giúp hắn tra xét. Lúc này, Văn Chiêu Nhược ngừng lại, nàng ta hơi nhíu mày nói, Lục Duy. Lý Trần Phong liền gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử tự mình đưa tin, chắc chắn không thể nào là giả được. Văn Chiêu Nhược im lặng một lúc, sau đó nói, kẻ có thực lực tranh đoạt thư phòng, chỉ có A Tỷ Địa Ngục Môn, Thiền Giáo, Nam Sơn Kiếm Phái, Man Quốc Bắc Hoang, và... Nói đến đây, nàng ta dừng lại chốc lát, mới nói tiếp, cổ tự. Cổ tự. Nghe vậy, vẻ mặt của Lý Trần Phong lập tức thay đổi. Đó là nơi duy nhất khiến cho Lục Duy cực kỳ kiêng kỵ. Cũng là nơi khiến cho tất cả các thế lực ở Lục Duy phải kính sợ. Cho đến bây giờ, chẳng ai biết nó xuất hiện từ lúc nào, cũng chẳng có ai biết rốt cuộc phía bên trong có gì, chỉ biết rằng tồn tại của nó vẫn luôn ngang hàng với Thần Sơn. Một giây sau, Văn Chiêu Nhược đột nhiên lên tiếng, A Tỷ Địa Ngục Môn, Thiền Giáo, Nam Sơn Kiếm Phái, Bắc Hoàng Man Quốc, bọn họ không có lý do thì đến tìm Diệp Huyên làm gì, mà cũng không dám đâu. Chỉ có một khả năng, đó chính là cổ tự thần bí kia. Lý Trần Phong do dự giây lát, sau đó nói, vì sao chứ? Văn Chiêu Nhược liếc nhìn Lý Trần Phong, bởi vì tiên tri đến từ cổ tự này. Lý Trần Phong trợn mắt há mồm. Văn Chiêu Nhược khẽ nói, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quản được. Ngươi truyền tin lại cho hắn, bảo hắn mọi chuyện phải cẩn thận, tuyệt đối phòng bị. Lý Trần Phong gật đầu, sau đó lui xuống. Trong điện, ánh mắt của Văn Chiêu Nhược đượm nỗi lo lắng. Cổ tự im hơi lặng bóng hơn mấy vạn năm nay. Thế mà bây giờ lại có động tĩnh, chính là sự xuất hiện của tiên tri năm ấy. Nàng ta biết mọi chuyện xuất phát từ cổ tự, bởi vì năm đó tiên tri đã từng ở văn điện một khoảng thời gian. Bọn họ là kỳ nhân. Văn Chiêu Nhược im lặng một lúc, rồi nàng ta đứng dậy rời đi, chốc sau nàng ta đã đến bên bờ hồ, ở đấy có một lầu nhỏ. Trong lầu nhỏ vọng đến tiếng đàn cầm. Văn Chiêu Nhược đến lầu nhỏ, thì nhìn thấy có một vị cô gái đang đánh đàn. Cô gái này chính là Thiên Đạo Lục Duy. Văn Chiêu Nhược cười nói, không ngờ ngươi lại nhàn rỗi đến vậy. Thiên Đạo Lục Duy dừng tay, nàng ta nhìn thẳng vào Văn Chiêu Nhược, cười nói, Chiêu Nhược, ngươi cũng đừng bận rộn như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Văn Chiêu Nhược lắc đầu. Đạo kiếm của cô gái kia làm Lục Duy trọng thương, quá nhiều chuyện vụn vặt xuất hiện, ta chẳng thể nào không bận rộn cho được. Cô gái kia. Nghe vậy, vẻ mặt tươi cười của Thiên Đạo Lục Duy dần dần biến mất. Ban đầu chỉ thiếu chút nữa thôi nàng ấy đã hủy diệt Lục Duy. Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, đừng nhắc đến nàng ấy nữa, lần này ta đến tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi. Thiên Đạo Lục Duy nhìn Văn Chiêu Nhược, chuyện gì? Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, Diệp Huyên ở hạ giới truyền tin đến, nói rằng cường giả Lục Duy có người đang nhắm vào hắn. Thiên Đạo Lục Duy nhíu mày, người nào? Vẻ mặt của Văn Chiêu Nhược nghiêm túc, ta nghĩ hẳn là cổ tự, trừ nơi đó ra, các thế lực khác sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi đối phó Diệp Huyên. Cổ tự. Thiên Đạo Lục Duy im lặng. Văn Chiêu Nhược nhìn Thiên Đạo Lục Duy, người có biết lai lịch của nơi đó không? Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu, không biết. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, ngay cả ngươi cũng không biết ư. Thiên Đạo Lục Duy khẽ nói, lúc ta vừa tồn tại,
nơi đó xuất hiện rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Văn Chiêu Nhược thay đổi. Còn xuất hiện trước cả Thiên Đạo Lục Duy. Bàn tay Thiên Đạo Lục Duy đè dây cầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như cổ tự thật sự đang nhắm vào Diệp Huyên thì chuyện này sẽ trở nên khó giải quyết hơn rất nhiều lần. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Cổ tự là thế lực duy nhất không nằm dưới sự quản chế của Liên Hiệp Điện, cũng là thế lực duy nhất không ai dám trêu chọc. Những thế lực khác ít nhiều sẽ nể Liên Hiệp Điện vài phần mặt mũi, nhưng cổ tự hoàn toàn ngược lại. Thiên Đạo Lục Duy đột nhiên nói, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể quản. Nói rồi, nàng ấy nhìn Văn Chiêu Nhược, người phải tra xét một chút, xem có phải là do cổ tự hay không. Văn Chiêu Nhược gật đầu, ta đã cho người đi điều tra rồi. Mà, người đã đi qua cổ tự lần nào chưa? Thiên Đạo Lục Duy lắc đầu, chưa từng. Văn Chiêu Nhược chau mày, vì sao? Thiên Đạo Lục Duy khẽ nói, nguy hiểm. Nguy hiểm. Văn Chiêu Nhược trầm mặc. Thiên Đạo Lục Duy chợt nói, về phần vũ trụ ngũ duy, nếu chúng ta có thể giúp thì sẽ giúp, còn không thì chẳng còn cách nào cả. Văn Chiêu Nhược liếc nhìn Thiên Đạo Lục Duy, cười nói, nếu ngươi thao túng cả vũ trụ ngũ duy, có lẽ ngươi sẽ trở nên mạnh hơn nhỉ. Thiên Đạo Lục Duy vội lắc đầu, ta không có khả năng thao túng được nàng ta, có lẽ là ngược lại mới đúng. Văn Chiêu Nhược không hiểu, vì sao? Thiên Đạo Lục Duy ngạc nhiên, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nàng ta cực kỳ đáng sợ hay sao? Văn Chiêu Nhược. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên đến không gian hư vô, nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Đều đến từ linh vực. Không thể không nói, đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như thế, thì vẫn có chút hỗn loạn, bởi vì lúc Diệp Huyên vắng mặt, không một ai có thể trấn nhiếp những người này. Có điều, sau khi Diệp Huyên xuất hiện, không gian hư vô bỗng chốc trở nên yên lặng. Diệp Huyên. Về phần Diệp Huyên, có thể nói hắn là người khiến cường giả linh vực vô cùng kiêng kỵ. Mà sau khi từ vu tộc trở về, Diệp Huyên không nói năng gì đã trực tiếp bế quan. Bởi vì đạo tắc đã gom đủ. Việc hiện tại mà hắn phải làm là nắm chắc đạo tắc trong tay, đồng thời khiến cho các đạo tắc quy vị, từ đó có thể phát huy uy lực chân chính của tháp giới ngục. Trong phòng, đại tỷ nhìn Diệp Huyên, nàng ta bấm đốt ngón tay, hiện. Sau khi dứt lời, giữa mi tâm của Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện đạo tắc đại địa. Đại tỷ nhẹ giọng nói, người đã gần như nắm chắc đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian, nhưng lại chưa lĩnh ngộ được tinh túy của đạo tắc mộng, vậy nên chúng ta bắt đầu từ đạo tắc mộng đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Đại tỷ nói, đạo tắc mộng, cốt lõi chính là nhập mộng, đi vào giấc mộng của bản thân, cũng đi vào giấc mộng của người khác, nhưng nó chỉ là một thế giới hư ảo, thật giả lẫn lộn. Nó không khác biệt gì nhiều so với cảnh giới phá hư cảnh. Cho nên trong giấc mộng, thật giả đều do người nắm giữ. Nói xong, nàng ta đột nhiên điểm vào mi gian của Diệp Huyên. Thoáng chốc, toàn thân Diệp Huyên rung lên, xung quanh biến hư ảo. Đại tỷ nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi đang ở trong mộng hay hiện thực? Diệp Huyên trực tiếp vận dụng kiếm vực, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy đại tỷ trong mộng cảnh. Đại tỷ lắc đầu, ngươi sai rồi. Bây giờ chúng ta đang ở hiện thực. Diệp Huyên khoát tay, sau đó trầm giọng nói, không thể nào, không có gì qua mắt được kiếm vực của ta. Đại tỷ hờ hững nói, đúng thật không thể qua mắt được kiếm vực của ngươi, nhưng có thể qua mắt được ngươi, kiếm vực của ngươi có thể phân biệt giả hay thật, còn ngươi thì không. Diệp Huyên chau mày, đây là kiếm vực của ta. Bên cạnh, một giọng nói xa xôi vang đến. Nói ngắn gọn thì thật giả lẫn lộn, lúc kiếm vực của ngươi phân biệt được thật giả thì đại tỷ đã thay đổi mộng cảnh, là giả nhưng cũng là thật, tất cả đều dựa vào ý niệm của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên dường như hiểu ra. Chuyện này khá đáng sợ, mọi người đột nhiên nói, bây giờ bắt đầu đi, nếu ngươi có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp đến hỏi ta. Diệp Huyên gật đầu. Thời gian tiếp sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu học tập đạo tắc mộng. Dưới chỉ điểm của đại tỷ, hắn rất nhanh đã nắm vững được sự tinh túy của đạo tắc mộng. Nhất kiếm nhập mộng. Không thể không nói, cái này rất lợi hại, nhưng sau khi nghiền ngẫm những đạo tắc kia, hắn phát hiện, đạo tắc mặc dù rất mạnh, nhưng uy lực có hạn,
nếu hợp tất cả đạo tắc lại với nhau, uy lực kia đủ để hủy diệt trời đất. Sau khi phát hiện ra điểm này, Diệp Huyên càng thêm phấn khích. Lúc Diệp Huyên tu luyện, người của Vu tộc phải đón tiếp một vị khách. Thiên đạo Ngũ Duy. Sau khi Thiên đạo Ngũ Duy đi đến Vu tộc, A Mục vội vàng tiếp đãi, đối với nữ nhân này, nàng không dám hời hợt. Trong thành, Thiên đạo Ngũ Duy quan sát xung quanh, sau đó cười nói, hắn nói cường giả của linh vực đều đã đến đây. A Mục gật đầu, đúng vậy, chỉ cần linh vực đồng ý đến, thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể đến. Thiên đạo Ngũ Duy mỉm cười, không nói gì. A Mục liếc nhìn Thiên đạo Lục Duy, khẽ nói, ngài có chuyện gì không? Thiên đạo Ngũ Duy lắc đầu, không có, chỉ đến thăm thú một chút thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía xa xăm, hắn đang bế quan đấy à? A Mục gật đầu, đúng vậy. Thiên đạo Ngũ Duy đứng lại, cười nói, vậy ngày khác ta lại đến vậy. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Dường như nhớ đến gì đó, nàng ta bỗng quay lại liếc nhìn A Mục, cười nói, à có chuyện này, một ngày sau bảo hắn đi một chuyến đến hiệu cầm đồ thiên đạo, bảo hắn nhất định phải đi đó. A Mục do dự chốc lát liền gật đầu, được. Thiên đạo phẩy tay, sau đó nhanh chóng biến mất. A Mục đăm chiêu nhìn bóng dáng đã khuất dần của thiên đạo. Sau khi thiên đạo rời khỏi Vu Thành, nàng ta lại đến một tòa thành nhỏ. Thành Luân Hồi. Đã từng là nơi biến mất của tiên tri. Nhưng, lúc nàng ta đến tòa thành này lại phát hiện được, tất cả người trong thành đã biến mất. Một bóng người cũng không có. Thiên đạo nhìn xung quanh, vẻ mặt đanh lại, khá thú vị đây. Nói xong, tay phải của nàng ta nhẹ chuyển, đảo ngược thời gian. Lời vừa dứt, không gian trước mặt nàng ta bỗng nhiên bắt đầu trở nên vặn vẹo, chốc lát, trong vùng không gian vặn vẹo xuất hiện cảnh tượng hai canh giờ trước đó ở trong thành. Lúc đó, nơi này vẫn có rất nhiều người. Hai canh giờ trước, có một người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện trong thành, hắn ta nhìn thoáng qua xung quanh một vòng, sau đó hắn ta phất tay phải lên, mọi người trong thành lập tức biến mất. Trực tiếp bị xóa sổ. Cả tòa thành trong nháy mắt trống rỗng. Thiên đạo nhìn người đàn ông áo đen, vẻ mặt đanh lại, chính vào lúc này, nàng ta phẩy nhẹ tay phải, không gian vặn vẹo trước mắt trở lại bình thường, mà ở phía đối diện, người đàn ông áo đen đang đứng đấy. Chính là tên đã xuất hiện trong thành trước đó. Người đàn ông áo đen nhìn thiên đạo, giọng nói khàn đặc, các hạ đang tìm ta sao? Thiên đạo nhìn người đàn ông áo đen, để ta đoán xem. Ngươi không phải đến từ linh vực, chắc là đến từ Lục Duy nhỉ. Có điều một vài thế lực của Lục Duy bây giờ rất an phận, cho nên, ngươi là người của cổ tự. Đôi mắt người đàn ông áo đen híp lại, người biết thánh tự. Thiên đạo mỉm cười, biết chứ, không những biết thánh tự, ta còn biết thư phòng đều do tiên tri mang từ cổ tự ra. Người đàn ông áo đen trầm mặc chốc lát nói. Ngươi khiến ta rất bất ngờ, một thiên đạo nhỏ bé, thế mà lại biết nhiều như vậy. Có điều, ngươi đã từng nghe qua câu nói đôi lúc biết quá nhiều chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì hay chưa? Nói xong, hắn ta vung một chảo về phía thiên đạo. Chỉ trong nháy mắt, không gian xung quanh thiên đạo vặn vẹo méo mó, nhưng thiên đạo vẫn điềm nhiên như thường. Thấy cảnh tượng này, đôi con ngươi của người đàn ông áo đen hơi co lại. Trong giọng nói của hắn ta pha chút run sợ, ngươi, sao có thể? Thiên đạo chớp mắt, cười nói, có phải rất ngạc nhiên không? Có phải không thể tin được vậy mà ta lại lợi hại đến như vậy đúng không? Hi hi. Người đàn ông áo đen trừng mắt nhìn thiên đạo, nội tâm hắn ta nổi sóng lên xuống như thủy triều. Đúng là hắn ta không thể ngờ được thiên đạo Ngũ Duy này lại mạnh mẽ như vậy. Chuyện này quá bất bình thường. Thiên đạo nhìn người đàn ông áo đen, cười nói, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể phối hợp mà trả lời ta không? Thân thể của người đàn ông áo đen chợt trở nên hư ảo. Phải chạy thôi. Nhưng rất nhanh chóng, phía chân trời bất chợt xuất hiện rất nhiều tàn ảnh. Thiên đạo lắc đầu mỉm cười, dám chơi trò lừa bịp trên địa bàn của ta sao? Nói xong. Nàng ta giẫm nhẹ chân phải. Núi sông rung chuyển. Theo sự rung chuyển ấy,
một bóng người chợt rơi xuống trước mặt nàng ta, sau đó bị sức mạnh thần bí nào đó đè ép, người này không ai khác chính là người đàn ông áo đen. Người đàn ông áo đen nhìn thẳng vào Thiên Đạo, người biết ta đến từ đâu không hả? Thiên Đạo cười nói, người định lấy cổ tự ra để uy hiếp ta à? Người đàn ông áo đen liếc nhìn Thiên Đạo, lặng thinh không nói. Vào lúc này, hắn ta vẫn lựa chọn cách làm sáng suốt hơn, không nói điều gì gây kích động đối phương. Thiên Đạo nhìn phía chân trời ở thiên không, cười nói, ta phải thừa nhận, cổ tử thật sự không hề đơn giản, nhưng ta cho ngươi biết, ta không sợ các ngươi, vì sao ư? Vì ai mà biết được là ta đã giết ngươi cơ chứ? Nói xong, nàng ta vung bàn tay lên. Ầm. Tên người đàn ông áo đen kia lập tức biến mất. Thiên Đạo phủi tay, sau đó đi thẳng về nơi phía xa. Sau khi vào thành, Thiên Đạo liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng, nàng ta đi về phía bên phải, chốc lát, nàng ta đã đến trước một cái miệng giếng đã khô cạn. Thiên Đạo nhìn miệng giếng kia, lắc đầu, tự dưng chỉnh đến luân hồi làm gì không biết. Lần này thì hay rồi, lôi cả bản thân vào chỗ chết. Nói xong, nàng ta thu miệng giếng kia lại, sau đó quay người rời khỏi. Lúc ra khỏi thành, hình như nàng ta nghĩ đến chuyện gì đó, chợt quay người lại phẩy tay một cái, cả tòa thành lập tức mở dần đi rồi biến mất. Chốc lát sau, Thiên Đạo đã rời đi. Phu tộc. Qua một ngày, một cô gái từ trong cổ mộ đi ra. Người đi ra đó không ai khác chính là An Lan Tú. Giờ đây, nàng không còn là luân hồi cảnh nữa, mà là chủ tế cảnh. Chủ tế cảnh. Lúc nhìn thấy An Lan Tú đi ra, A Mục cứ như tưởng mình đang mơ. Người này ở trong kia một lúc mà đã tăng hai cấp ư. Đúng lúc này, lại có một cô gái bước ra, người đi ra ngoài chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất không đạt đến chủ tế cảnh, chỉ mới luân hồi cảnh đỉnh cao, nhưng cảnh giới kiếm đạo của nàng ta đã đạt đến phàm kiếm tầng 3. Cùng lúc đó, Trương Văn Tú cũng đi ra. Trương Văn Tú cũng đã đạt đến luân hồi cảnh. Có điều vào giây phút này, Trương Văn Tú và Tiểu Thất đều ngạc nhiên nhìn về phía An Lan Tú, bởi vì An Lan Tú là chủ tế cảnh. Lần này đã tăng lên hai cảnh giới sao? An Lan Tú liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, đều nhờ có vị tiền bối kia giúp đỡ. Nói xong, A Mục lập tức hiểu rõ. Là cô gái cầm thương kia. A Mục cười nói, chúc mừng ba vị. Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía A Mục, hắn đã mạnh hơn nhiều rồi, đúng không? Hắn kia, đương nhiên là đang chỉ Diệp Huyên. A Mục cười nói, đúng vậy. Tiểu Thất đột nhiên nói, hắn bây giờ ở đâu? A Mục nói, hắn đang bế quan tu luyện. Tiểu Thất gật đầu, chốc nữa ta đến tìm hắn. Nói xong, nàng ta liền rời khỏi. Trương Văn Tú cũng nói, ta phải đến thư viện một chuyến. Nói xong, nàng cũng lập tức biến mất. Lúc An Lan Tú muốn nói gì đó, bỗng nhiên một cô gái xông từ cổ mộ ra, người này là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn An Lan Tú, chỉ có mình ngươi thôi à? An Lan Tú nói, các nàng đều đi hết rồi. Nghe vậy, Liên Vạn Lý phất tay, sau đó nói, các ngươi đã ra ngoài được bao lâu rồi? A Mục đang định nói gì đó, thì An Lan Tú đột nhiên nói, ra được 3 ngày rồi. A Mục. Liên Vạn Lý liếc nhìn An Lan Tú, ta tin ngươi được chắc. Nói xong, nàng ta nhìn qua A Mục, Diệp Huyên đâu? Ta phải đánh với hắn một trận. Vẻ mặt của A Mục trở nên cổ quái. Trong phòng, Diệp Huyên vẫn còn đang tu luyện. Hắn đã có thể thuần thục khống chế đạo tắc mộng, bây giờ, hắn đang phối hợp với Viêm Già. Viêm Già là đạo tắc hỏa, đối với sức mạnh thuộc tính hỏa thì hắn tu luyện cực kỳ thuận lợi, bởi vì trong cơ thể hắn có thiên hỏa. Bởi vậy, rất nhanh chóng hắn đã nắm giữ được đạo tắc hỏa, đương nhiên. Cái này có cũng liên quan đến việc Viêm Già chủ động phối hợp dung hòa với hắn. Sau khi khống chế được đạo tắc hỏa, Diệp Huyên bắt đầu dung hòa với Liên Thiển. Liên Thiển là đạo tắc phong ấn, hắn không quá thông hiểu sức mạnh này, nhưng may sao lại có đại tỷ chỉ điểm, còn được phối hợp với Liên Thiển, bởi vậy quá trình dung hợp cực kỳ thuận lợi. Diệp Huyên đi đến tầng thứ 7, ở tầng này, có một vị cô gái đang ngồi,
người này, chính là đại tỷ vừa gọi đạo tắc trở lại. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa biết đạo tắc của đối phương là gì. Cô gái nhìn Diệp Huyên, có biết ta là đạo tắc gì hay không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái bước đến trước mặt Diệp Huyên, rồi nâng tay bắt lấy bả vai hắn, sau đó hai người đều biến mất. Lúc hai người xuất hiện lần nữa, đã ở trong vùng tinh không. Cô gái mở lòng bàn tay ra, chốc lát, toàn bộ vùng tinh không đột nhiên rung chuyển, sau đó vô số sức mạnh tinh thần không ngừng tụ lại về phía cơ thể nàng ta. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, đạo tắc tinh thần. Cô gái khẽ nói, chính xác mà nói đây là đạo tắc tinh không, thân tại tinh không, sức mạnh tinh thần cuồn cuộn không dứt. Nói rồi, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi có thể nắm giữ ta thuần thục, thì chẳng khác nào chúa tể của tinh không. Đứng trong tinh không, sức chiến đấu của ngươi ít nhất cũng được đề cao lên 3 phần. 3 phần. Diệp Huyên im lặng. Đừng thấy chỉ có 3 thành, điều này đã cực kỳ đáng sợ. Cô gái đột nhiên nói, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, nàng ta hóa thành một vệt sáng tinh thần nhập vào ấn đường của Diệp Huyên. Chỉ trong nháy mắt, vô số sức mạnh tinh thần đi từ trong cơ thể của Diệp Huyên ra bao phủ lấy hắn. Đối với sức mạnh tinh thần, cơ thể hắn không những không bài xích một chút nào, ngược lại còn rất thích ứng bởi nhờ có thiên đạo đã từng dẫn hắn đi hấp thụ sức mạnh tinh thần. Lúc này, giọng nói của cô gái vang lên trong đầu hắn, hãy cảm nhận vùng tinh không này, ta sẽ giúp ngươi để ngươi hóa thành tinh không, trở thành chúa tể tinh không. Diệp Huyên gật đầu, hắn khép mắt lại, tĩnh khí ngưng thần, sau đó cảm nhận vùng tinh không này. Không thể không nói, đạo tắc này một khi phối hợp thì tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Rất nhanh chóng, từng hơi thở của hắn đều ảnh hưởng đến sức mạnh tinh thần trong không gian, cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, đại tỷ và Liên Thiển đứng quan sát nhìn Diệp Huyên. Đại tỷ nhìn Diệp Huyên, im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Liên Thiển trầm giọng nói, đại tỷ vẫn chưa nghĩ thông suốt à? Đại tỷ trầm giọng nói, nếu như nghĩ không thông suốt thì ta đã chẳng đến tìm hắn. Bất kể thế nào, hắn là người duy nhất có thể giúp đỡ tiên sinh hoàn thành tâm nguyện. Liên Thiển gật đầu. Đại tỷ lại nói, vẫn còn một nguyên nhân khác. Liên Thiển liếc nhìn đại tỷ nhẹ giọng nói, ta cũng có nỗi niềm riêng của mình. Liên Thiển hỏi, nỗi niềm riêng gì thế? Đại tỷ nhìn về phía Diệp Huyên, lai lịch của tiên sinh không đơn giản, ta luôn cảm thấy lai lịch của hắn sẽ mang đến cho chúng ta tai họa mà chúng ta lại không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà đưa mắt nhìn toàn bộ vũ trụ ngũ duy này, cũng chỉ tên trước mặt có vô số chỗ dựa này mới có thể cản được nhân quả của tiên sinh. Nếu như ta không dẫn các muội đi theo hắn, ta sợ tỉ muội chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Liên Thiển trầm giọng nói, đại tỷ, tỷ biết lai lịch của tiên sinh sao? Đại tỷ nhìn lên tinh không, chỉ biết sơ sơ thôi. Liên Thiển có chút tò mò, rốt cuộc tiên sinh có lai lịch gì thế? Đại tỷ lắc đầu, không phải ta không muốn nói với muội, mà là cho dù có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta và hắn đang lợi dụng lẫn nhau. Viêm già đột nhiên nói, hắn có thể cản được nhân quả của tiên sinh hay sao? Đại tỷ liếc nhìn Diệp Huyên, có thể, cũng chỉ có mình hắn có thể làm được. Liên Thiển hỏi, vì sao? Đại tỷ hờ hững nói, bởi vì hắn có nhiều chỗ dựa, hơn nữa còn cực kỳ mạnh. Chỉ có hắn mới có thể gánh vác được nhân quả của tiên sinh, cũng chỉ có hắn mới không sợ nhân quả của tiên sinh. Viêm già do dự, sau đó nói, đại tỷ, thật ra bản thân hắn vốn dĩ cũng rất mạnh mà. Đại tỷ lắc đầu, hắn rất ưu tú, nhưng chỉ riêng ưu tú là không đủ. Hắn có được tháp kia, đây là phúc nhưng cũng là họa, nếu bản thân hắn không cao số thì hắn cũng không có phúc được hưởng. Vào lúc Liên Thiển đang muốn nói gì đó, ở đằng xa trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên phát ra ánh tinh quang sáng chói lóa. Nó lóe mạnh đến mức làm cho không gian chấn động kịch liệt, cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh cực đại cuốn về phía đại tỷ 3 người. Tay phải của đại tỷ nhẹ nhàng phất lên, nguồn sức mạnh kia phút chốc bị đánh tan. Đằng xa, trong đôi mắt của Diệp Huyên tỏa ra ánh sáng tinh thần. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, thoáng chốc,
xuất hiện quả cầu ánh sáng, từ từ hạ xuống lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên đột nhiên nắm bàn tay phải lại, ánh sáng tinh thần phút chốc vỡ vụn thành đốm sáng. Diệp Huyên mỉm cười, hắn nhìn về phía đại tỷ, tiếp một chiêu này của ta đi. Nói xong, tay phải của hắn đánh ra một trường, ở phía chân trời, trường pháp mạnh mẽ giáng xuống, đánh thẳng về phía đại tỷ. Lúc trường pháp hạ xuống, những nơi mà nó đi qua đều bị đảo lộn hết cả lên, cực kỳ đáng sợ. Đại tỷ thản nhiên liếc nhìn Diệp Huyên, đồng thời nâng tay phải điểm một cái, bỗng chốc trường pháp bị nguồn sức mạnh lớn hơn nuốt trọn, thoáng cái đã biến mất mất tăm mất tích. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ngây người. Thế là mất rồi sao? Lúc này, Liên Thiển đứng ở phía xa đột nhiên cười nói, đừng nói ngươi, ngay cả sức mạnh tinh thần mà nàng ấy thi triển ra cũng chẳng làm gì được đại tỷ đâu. Ngươi có biết đại tỷ có hai năng lực không? Thứ nhất là sức mạnh thần bí đặc thù của tỷ ấy, thứ hai là để trói buộc chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên cười gượng, khó trách đối phương được xưng là đại tỷ. Đại tỷ đi đến trước mắt Diệp Huyên, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, tinh thần, hắn vẫn chưa thể vận dụng thuần thục sức mạnh tinh thần, người giúp hắn luyện thêm đi. Trong thể Diệp Huyên, giọng nói của tinh thần vang lên, vâng, đại tỷ. Đại tỷ liếc nhìn Diệp Huyên, người cứ tu luyện tinh thần trước đi đã, đợi sau khi người vận dụng thuần thục sức mạnh tinh thần rồi thì lập tức đến tầng 8. Diệp Huyên liền hỏi, tiểu tỷ tỷ ở tầng 8 là đạo tắc gì vậy? Đại tỷ thản nhiên nói, người đoán đi. Diệp Huyên. Lúc này, Liên Thiển bên cạnh cười như không cười, năng lực của nhị tỷ sẽ khiến cho ngươi hưng phấn. Hưng phấn ư? Sắc mặt Diệp Huyên có đôi phần khó coi, chẳng lẽ là song tu? Hưng phấn. Sắc mặt Diệp Huyên có chút cổ quái. Liên Thiển nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đang nghĩ linh tinh gì vậy? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không nghĩ gì. Liên Thiển trừng mắt với Diệp Huyên. Đại tỷ đột nhiên nói, đừng quấy rầy hắn nữa. Nói xong, nàng ta đưa Liên Thiển và Viêm Già rời đi. Trong trời sao, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện đạo tắc tinh thần. Tinh thần. Sau khi tiếp xúc với đạo tắc tinh thần, hắn đột nhiên hơi tò mò về năng lực đặc biệt của tầng 8 và đại tỷ. Đặc biệt là đại tỷ, tuy rằng đại tỷ đã từng ra tay, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về năng lực của nàng ta. Hắn có chút mong chờ. Chấm chấm chấm. Trong khi Diệp Huyên tu luyện, ngục tối vô biên, trong ngày này, thiên đạo lại đến hiệu cầm đồ. Tiểu đạo nhìn thấy thiên đạo, khuôn mặt không chút biểu cảm có việc. Hiển nhiên, nàng ta vẫn còn giận vì ý kiến tồi tệ mà thiên đạo đưa ra lúc trước. Bảo nàng ta kết hợp với Diệp Huyên. Cứ nghĩ đến điều này, nàng ta muốn đánh người. Thiên đạo cười hì hì, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu đạo, lần này đến là muốn bàn chính sự với ngươi. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo, ta xem như phát hiện ra rồi. Ngươi là người nham hiểm nhất ở lục duy và ngũ duy này. Thiên đạo đi đến trước quầy, nàng ta cầm linh trà ở trên quầy của tiểu đạo lên uống cạn, sau đó có chút hưng phấn nói, ngươi có biết ta phát hiện ra chuyện gì rồi không? Cổ tự bọn họ hiện thân rồi. Cổ tự. Tiểu đạo nhíu mày, chính là cổ tự ở trên thần sơn kia. Thiên đạo gật đầu, hưng phấn nói, đúng vậy, chính là bọn họ. Sắc mặt của tiểu đạo trở nên hơi cổ quái, người hình như rất hưng phấn. Thiên đạo chớp chớp mắt, sau đó nói, bọn họ muốn giết Diệp Huyên. Tiểu đạo có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên đâu có liên quan gì đến bọn họ. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng muốn giành lấy thư phòng. Thiên đạo cười nói, tiên tri là từ cổ tự ra. Nghe vậy, tiểu đạo ngây người, có chút kinh ngạc, từ cổ tự ra. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, thư phòng chính là mang ra từ cổ tự. Tiểu đạo trầm giọng nói, gia tộc ma đạo của ta có ghi chép về cổ tự này, nhưng mà rất ít, ta chỉ biết bọn họ rất thần bí. Thiên đạo khẽ gật đầu, đúng là rất thần bí, bởi vì bọn họ tồn tại trước cả thiên đạo lục duy. Cho dù là thiên đạo của lục duy cũng không biết rõ về bọn họ. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, nhưng ta thấy ngươi rất biết về bọn họ. Thiên đạo cười khà khà, đúng vậy, ta vẫn có chút hiểu biết về bọn họ.
Tiểu đạo hơi khó hiểu, vì sao ngươi lại biết cổ tự? Theo lý mà nói, ngươi chưa từng đến lục duy đúng không? Thiên đạo chớp chớp mắt, có chút dí dỏm, ta nói cho ngươi, ta từng đến lục duy rồi. Sắc mặt tiểu đạo thay đổi, làm sao có thể, sao lục duy có thể để ngươi đi? Thiên đạo lườm tiểu đạo một cái, lén đi lên. Tiểu đạo nhìn chằm chằm thiên đạo, ngươi không thể nào im hơi lặng tiếng đi lên. Thiên đạo cười khà khà, ta có thể, ta không chỉ từng lên lục duy, ta còn lên trên của lục duy, cũng chính là đạo giới trong truyền thuyết, chỗ đó không đơn giản, ta suýt chút nữa bị phát hiện, nhưng mà vẫn may, đầu óc bọn họ không linh hoạt lắm, bị ta lừa cho qua rồi. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, không nói gì, trong lòng nàng ta lúc này giống như có biển động. Nếu thiên đạo không nói dối, cô gái trước mặt này cũng quá đáng sợ rồi. Nàng ta là thiên đạo ngũ duy. Nàng ta có thể chạy đến lục duy. Hơn nữa còn lên một cách im hơi lặng tiếng. Đây là thực lực khủng bố đến mức nào? Cô gái này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Quan trọng nhất là đối phương đã từng đến đạo giới. Nàng ta biết đạo giới, bởi vì nàng ta chính là đến từ nơi đó. Trong lòng tiểu đạo vô cùng chấn động. Bàn tay tiểu đạo nhẹ nhàng vuốt ve chén trà. Cười nói, đừng nhìn ta như vậy, thật ra ta cũng không phải rất mạnh, ví dụ như, ta không thể đánh lại cô gái váy trắng. Không thể đánh lại cô gái váy trắng. Tiểu đạo trầm lặng. Ví dụ này của thiên đạo rất thú vị, nàng ta nói nàng ta không thể đánh lại cô gái váy trắng. Theo mặt chữ của câu nói thì thực lực của nàng ta dường như không tốt lắm, nhưng nếu suy nghĩ một cách cẩn thận sẽ phát hiện, những lời này rất có vấn đề. Nàng ta không thể đánh lại cô gái váy trắng, nhưng người khác thì sao? Thiên đạo đột nhiên nói, ngươi cũng đừng băn khoăn về vấn đề thực lực của ta nữa. Thực lực gì đó, đủ dùng là được. Lần này ta đến là muốn nói cho ngươi biết, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tiểu đạo trầm giọng nói, chuẩn bị tâm lý gì? Thiên đạo dựng một ngón tay lên, thứ nhất, chuyện của gia tộc ngươi, tuy rằng lúc trước ta đã đuổi đi những người mà gia tộc của ngươi phái đến. Nhưng là, ngươi cảm thấy gia tộc của ngươi sẽ bỏ qua như vậy sao? Không, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói xong, nàng ta khẽ nhếch khóe miệng, nếu ta đoán không sai, bọn họ thậm chí còn thật sự sẽ đi tìm cô gái váy trắng. Tiểu đạo nheo mắt, ngươi đã làm cái gì? Thiên đạo vội vàng lắc đầu, ta không làm gì cả. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, gia tộc ma đạo của các ngươi có thế lực lớn, rất mạnh, nhưng cũng bởi vì như vậy. Bọn họ sẽ bành trướng. Giống như linh vực vậy. Cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu ta đoán không sai, bọn họ gần đây có thể sẽ có động tĩnh. Tiểu đạo trầm lặng. Nàng ta hiểu ý của thiên đạo. Gia tộc ma đạo rất mạnh, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên, gia tộc ma đạo căn bản không để bất kỳ một người nào ở vũ trụ này vào mắt. Giống như nàng ta lúc mới đến vũ trụ này vậy. Thời điểm đó, nàng ta không để bất cứ ai vào mắt, chính bởi vì bành trướng, nàng ta đã phải chịu thiệt rất nhiều. Thiên đạo lại nói, gia tộc ma đạo sẽ không buông tha ngươi, bởi vì ngươi đối với bọn họ mà nói, có thể làm công cụ cầu nối. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chuyện nghiêm trọng nhất, ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ giết Diệp Huyên. Nghe vậy, tiểu đạo nhíu mày, không có lý nào. Bọn họ không quen biết Diệp Huyên, vì sao muốn giết Diệp Huyên? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta là nói có thể. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, có phải ngươi đã làm cái gì rồi? Thiên đạo vội vàng lắc đầu, không có. Tiểu đạo nhìn chằm chằm vào thiên đạo, không nói lời nào. Thiên đạo mỉm cười gượng gạo, ta chỉ nói ngươi và Diệp Huyên đã thành thân. Tiểu đạo đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Tức giận nói, Mộ Niệm Niệm. Thiên đạo vội vàng nói, ta là có ý tốt. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ý tốt, ngươi có biết ngươi sẽ hại chết gia tộc ma đạo của ta không? Giết Diệp Huyên. Nếu gia tộc ma đạo thật sự đến nhằm vào Diệp Huyên, với bối cảnh thân phận khủng bố của Diệp Huyên, nàng ta không dám nghĩ. Tuy rằng gia tộc ma đạo rất mạnh, nhưng cũng không cứng qua tên biến thái như Diệp Huyên. Diệp Huyên là ai? Con mẹ nó là đời thứ hai à? Phía sau hắn rốt cuộc có bao nhiêu người,
chính hắn cũng không rõ. Nghĩ vậy, trong lòng Tiểu Đạo liền dâng lên một ngọn lửa không tên, nàng ta đang muốn bùng nổ, Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi có biết vì sao năm đó ngươi lại thua không? Tiểu Đạo nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo cười nói, bởi vì ngươi nhân từ. Ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất của gia tộc Ma Đạo, nhưng mà ngươi là nữ. Gia tộc Ma Đạo sẽ không giao một gia tộc lớn như vậy vào tay ngươi, cho nên, cách tốt nhất chính là gả ngươi đi. Mà ngươi thì sao? Trong thời gian này, ngươi có rất nhiều cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng là, ngươi lại không làm như vậy. Nói xong, nàng ta hơi nhếch khóe miệng, nếu là ta sẽ giết hết tất cả thiên tài nam trong gia tộc Ma Đạo. Đến lúc đó, các ngươi không chọn ta, gia tộc Ma Đạo đợi mà sụp đổ đi. Nhưng ngươi không làm như vậy, xong, người ta lại làm như vậy. Gia tộc lớn còn thối nát hơn so với hoàng gia thế tục, ngươi có lòng nhân từ, không phải chuyện xấu, nhưng ngươi lại không có sự tàn nhẫn, về điểm này, ngươi kém hơn rất nhiều so với Diệp Huyên. Tiểu Đạo trầm lặng. Thiên Đạo lại nói, ngươi cho rằng gia tộc Ma Đạo bây giờ vẫn là gia tộc Ma Đạo như trước đây sao? Ta dám cá, những người thân của ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiểu Đạo từ từ nắm chặt hai tay. Thiên Đạo tiếp tục nói, kiểu gia tộc lớn như vậy, căn bản chính là dạng ngươi chết ta sống, mà ngươi đã bị loại rồi. Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thiên Đạo cười nói, ngươi sợ gia tộc Ma Đạo bị giết, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu bọn họ thật sự cho rằng ngươi đã kết hợp với một người của vũ trụ duy độ tầng thấp, bọn họ sẽ thế nào? Bọn họ chắc chắn sẽ cho là ngươi làm ô nhục huyết mạch gia tộc Ma Đạo, sau đó nghĩ cách giết ngươi. Tiểu Đạo trầm lặng. Bởi vì nàng ta không thể phản bác, gia tộc Ma Đạo chắc chắn sẽ làm như vậy. Thiên Đạo nhẹ giọng nói, Tiểu Đạo, ta xem ngươi là bạn, cho nên, ta muốn giúp ngươi, đối với lời này của ta, ngươi không cần nghi ngờ gì cả. Bởi vì, ngươi không có gì đáng để ta tính kế, thứ ta muốn, đừng nói ngươi, cho dù là gia tộc Ma Đạo của ngươi cũng không thể cho ta. Nói xong, nàng ta nhìn Tiểu Đạo, ta chỉ đơn thuần muốn giúp ngươi, không hơn. Tiểu Đạo trầm giọng nói, ngươi muốn mượn tay Diệp Huyên giúp ta báo thù sao? Thiên Đạo lắc đầu, ngươi lại sai rồi. Gia tộc Ma Đạo đến tìm ngươi, với tính cách của Diệp Huyên, hắn tuyệt đối sẽ không làm ngơ, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, mà gia tộc Ma Đạo của ngươi sẽ nể mặt hắn sao? Khẳng định là không. Tiểu Đạo im lặng. Thiên Đạo lại nói, bây giờ ngươi chỉ có một con đường, làm tộc trưởng của gia tộc Ma Đạo. Tiểu Đạo nhìn về phía Thiên Đạo, ngươi đang nói đùa đấy à? Thiên Đạo cười nói, ngươi xem ta có giống đang nói đùa không? Tiểu Đạo lắc đầu, gia tộc Ma Đạo trước kia không cho ta làm tộc trưởng, hiện tại lại càng không. Thiên Đạo thấp giọng thở dài, nhà đầu ngốc, ngươi nghĩ về Diệp Huyên, lúc trước, người của linh vực liệu có để hắn làm lão đại không? Khẳng định là không, nhưng bây giờ thì sao? Linh vực không phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn đấy sao? Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo, có chút khó hiểu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên Đạo cười nói, ta à, là không đành lòng ngươi tinh thần sa sút như vậy. Ta biết, ngươi muốn sau khi khôi phục hoàn toàn thương thế sẽ trở về đòi công đạo, nhưng là, ta có thể đầy trách nhiệm mà nói với ngươi, nếu ngươi thật sự đi như vậy, chính là nộp mạng. Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo, ta không muốn lợi dụng hắn. Đây là chuyện riêng của ta. Thiên Đạo cười nói, nếu ngươi không nói với hắn, thì chính là đang lợi dụng hắn, nhưng nếu ngươi nói rõ ràng với hắn, sau này cần hắn giúp đỡ, vậy không phải lợi dụng. Bạn bè không phải chính là như vậy sao? Khi hắn gặp nạn, ngươi giúp hắn, khi ngươi gặp nạn, hắn giúp ngươi. Nói xong, nàng ta vỗ nhẹ lên vai Tiểu Đạo, cười nói, làm tộc trưởng của gia tộc Ma Đạo đi. Còn có, ta thật lòng khuyên ngươi song tu cùng với Diệp Huyên, ngươi đừng tức giận. Cũng chỉ có huyết mạch của hắn mới có thể trấn áp được huyết mạch Ma Đạo của ngươi. Nếu các ngươi song tu, chắc chắn sẽ có kết quả không tưởng, không nói cái khác, ngươi nhất định có thể nâng cao một bậc. Tiểu Đạo nhìn Thiên Đạo, sao ngươi không so tu với hắn? Ngươi song tu cùng với hắn, khẳng định cũng có tác dụng đi. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta là Thiên Đạo, ngươi muốn hắn làm chuyện đó với trời à? Tiểu Đạo. Chấm chấm chấm. Dường như phát hiện ngôn ngữ của mình không thỏa đáng, Thiên Đạo ho khan vài tiếng,
sau đó nghiêm mặt nói, ta cũng không phải người, song tu làm cái gì? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vì để mạnh lên mà quan hệ bất chính với một người đàn ông, ta không làm được. Thiên đạo cười nói, ta chỉ là đề nghị. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm sằng bậy. Bây giờ nàng ta có chút sợ cô gái này rồi. Thiên đạo vội vàng nói, không không, ta không làm bậy. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo, ngươi vừa rồi nói người của cổ tự đang nhằm vào Diệp Huyên, sau đó ngươi rất hưng phấn, ngươi hình như rất hy vọng cổ tự nhằm vào Diệp Huyên. Thiên đạo chớp chớp mắt, có sao? Tiểu đạo gật đầu, có. Thiên đạo khẽ cười, nàng ta vẽ một vòng tròn lên quầy trước mặt, ngũ duy kiếp của vũ trụ ngũ duy sắp đến. Khi ngũ duy kiếp đến, là thời điểm vách tường vũ trụ yếu nhất. Đơn giản mà nói, vũ trụ ngũ duy giống như một con dê, mà những thế lực muôn hình muôn vẻ này chính là sói, cũng bao gồm cả gia tộc ma đạo của ngươi. Những con sói này nhìn chằm chằm vào vũ trụ ngũ duy như hổ đói, muốn chiếm làm của mình, đặc biệt là một số thế lực, bọn họ đã nhắm vào ta, chỉ cần ngũ duy kiếp đến, bọn họ sẽ chuẩn bị ra tay với ta. Tiểu đạo im lặng. Gia tộc ma đạo quản lý rất nhiều thế giới, trong đó một vài thế giới có thiên đạo, mà ở chỗ bọn họ, thiên đạo đối với gia tộc lớn như bọn họ mà nói chỉ là một thuộc hạ. Nhưng cô gái trước mặt không giống vậy. Đây là thiên đạo biến thái nhất nàng ta từng gặp. Lúc này, thiên đạo khẽ nhếch khóe miệng, nhưng mà bây giờ, bọn họ đã phát hiện một con dê khác. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, Diệp Huyên. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, bọn họ muốn ăn cả hai con dê. Tiểu đạo trầm giọng nói, cổ tự nhằm vào Diệp Huyên là bởi vì tiên tri, đúng không? Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, tiên tri mang thư phòng từ trong đó ra. Thư phòng này không chỉ đơn giản là đối kháng với ngũ duy kiếp, dù sao, Diệp Huyên gặp rắc rối rồi. Nói đến đây, nàng ta thấp giọng thở dài, đừng xem thường cổ tự, tiên tri cũng không phải yếu, nhưng vì sao hắn lại bị ép đến nông nỗi như vậy? Bởi vì cổ tự càng mạnh hơn. Hơn nữa, ngoài cổ tự ra, hắn còn kẻ địch mạnh hơn nữa. Hay, thật là một người bất hạnh. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ngươi sợ cổ tự không? Thiên đạo chớp chớp mắt, ta có sợ không? Tiểu đạo. Thiên đạo vỗ tay, cười nói, có khách đến. Nàng ta vừa dứt lời, bên ngoài tiệm cầm đồ, một người đàn ông trung niên đi đến. Ở trên ngực bên trái của hắn ta có một chữ, ma, nhỏ. Gia tộc ma đạo. Tiểu đạo nhìn thấy người đến, hai tay từ từ nắm chặt lại. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua thiên đạo. Cười nói, các hạ chính là thiên đạo của nơi đây. Thiên đạo cười nói, đúng vậy. Người đàn ông trung niên mỉm cười, trước đây gia tộc ma đạo của ta có một người đã đến nơi này, hắn ta nói ngươi rất mạnh, phải không? Thiên đạo vội vàng lắc đầu, ta chỉ là một thiên đạo nho nhỏ mà thôi. Người đàn ông trung niên cười cười, sau đó nhìn về phía tiểu đạo, nhìn thấy tam thúc cũng không chào một tiếng. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, có việc. Người đàn ông trung niên cười nói, ta đến đón cháu về. Tiểu đạo cười lạnh, đón ta trở về. Làm sao, là ta lại có giá trị lợi dụng rồi sao? Người đàn ông trung niên thấp giọng thở dài, tiểu đạo, cháu là thành viên của gia tộc đào tạo cháu, vì gia tộc mà bỏ ra một chút, chẳng lẽ đó không phải là điều cháu nên làm sao? Tiểu đạo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Năm đó gia tộc đối đãi với ta như thế nào, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Người đàn ông trung niên nhìn tiểu đạo, xem ra mấy năm nay ngươi không hề có chút ăn năn nào. Thôi được, đây cũng không phải chuyện ta cần bận tâm. Lần này đến tìm ngươi là bởi vì gia tộc tìm được một mối hôn nhân cho ngươi, đối phương là thiên tài yêu nghiệt nhất của đế tộc, không chỉ đã kích hoạt huyết mạch của cửu thành, còn làm cho huyết mạch thay đổi, có thể nói là thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của đế tộc. Gia tộc muốn ngươi kết hợp với hắn ta, từ đó tăng cường huyết mạch của gia tộc ma đạo. Tiểu đạo cười lạnh, thật đúng là ta có giới trị lợi dụng rồi. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ngươi chịu ân huệ của gia tộc, nên làm vì gia tộc. Tiểu đạo gằn giọng nói, năm đó ta đã đem toàn bộ những gì học được suốt đời trả lại cho gia tộc ma đạo rồi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên không chút biểu cảm, nhưng không thể phủ nhận. Dòng máu chảy trong cơ thể ngươi là của gia tộc ma đạo.
nếu ngươi thật sự muốn gạt bỏ hết quan hệ với gia tộc ma đạo, vậy trả máu lại cho gia tộc. Nghe vậy, thiên đạo ở bên cạnh nhíu mày lại, đây là muốn ép tiểu đạo chết sao? Tiểu đạo nhìn người đàn ông trung niên, cười lạnh, làm sao, muốn ép ta chết sao? Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, ngươi không thỏa hiệp, thì phải chết. Ngươi là cái thá gì? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa. Người đến chính là Diệp Huyên. Thiên đạo nhìn thấy Diệp Huyên, chớp chớp mắt, khóe miệng hơi nhấc lên tạo một độ cong mê người. Diệp Huyên bước vào tiệm cầm đồ, hắn đi đến bên cạnh tiểu đạo trầm giọng nói, việc này không liên quan đến ngươi. Diệp Huyên cười nói cái quái gì vậy? Tiểu đạo cô nương, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Vô chi. Một bên, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, cười nói, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh niên, ngươi có biết đứng trước mặt ngươi là ai không? Ngươi có biết câu nói vừa rồi sẽ đem lại hậu quả như thế nào cho ngươi không? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo, gia tộc ma đạo rất lợi hại sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đối với ngươi mà nói, không lợi hại. Diệp Huyên. Buồn cười. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vung tay phải lên, một lực lượng mạnh mẽ thổi quét ra. Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm ra. Nhất kiếm nhất niệm. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ của người đàn ông trung niên lập tức vỡ tan. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này, hơi ngẩn người, kiếm niệm. Nói xong, hắn ta nhìn đánh giá Diệp Huyên, người cũng có chút bản lĩnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, ta không muốn nhúng tay vào chuyện của gia tộc các ngươi, nhưng tiểu đạo là bạn của ta, nếu nàng ta không muốn trở về, vậy ngươi đừng ép buộc nàng ta nữa. Người đàn ông trung niên nhếch khóe miệng châm chọc, ngươi là cái thá gì? Bên cạnh, thiên đạo đột nhiên nói, hắn chính là người tiểu đạo chọn, cũng chính là rể hiền của gia tộc ma đạo các ngươi. Diệp Huyên ngơ ngác, cái quỷ gì? Tiểu đạo nhìn thiên đạo, không nói gì. Diệp Huyên đang muốn nói, người đàn ông trung niên bỗng nhiên chỉ vào Diệp Huyên, cười to nói, hắn. Hắn là cái thứ gì, cũng xứng làm rể hiền của gia tộc ma đạo ta. Hắn xách giày cho gia tộc ma đạo cũng không xứng. Thiên đạo chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, đúng đúng, người nói đều đúng, hắn không xứng. Đối với những kẻ ngốc, ngươi không cần phải đánh thức hắn, cách tốt nhất chính là cứ để hắn tiếp tục ngốc. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, một con kiến của thế giới tầng thấp, nếu ở gia tộc ma đạo của ta, ngươi chỉ xứng làm nô tài hạ đẳng. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há mồm, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu đạo, gia tộc ma đạo có cảm giác ưu việt như vậy sao? Tiểu đạo trầm lặng. Ở trước mặt người khác, gia tộc ma đạo quả thật có năng lực để kiêu ngạo và ngông cuồng. Nhưng là, ở trước mắt người này, gia tộc ma đạo có gì để kiêu ngạo? Có cái gì để ngông cuồng? Nhưng, nàng ta không biết nên nói với người đàn ông trung niên như thế nào. Bởi vì nàng ta biết, cho dù nàng ta nói, đối phương cũng sẽ không tin. Cho nên, nàng ta dứt khoát không nói. Lúc này, người đàn ông trung niên còn muốn nói gì đó. Diệp Huyên đột nhiên đâm một kiếm ra. Người đàn ông trung niên không lùi mà tiến tới, đánh một quyền lên kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Trong phút chốc, người đàn ông bị lùi lại mấy chục trượng, trực tiếp lùi ra ngoài tiệm, mà Diệp Huyên lại không lùi nửa bước. Lực lượng của đạo tắc. Sau khi hấp thu vô số đạo tắc, thực lực bây giờ của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, đặc biệt là sau khi kiếm đạo của hắn đạt đến tầng kiếm niệm. Có thể nói, hiện tại hắn là vô địch ở dưới độn nhất. Mà vị ở trước mặt đây rõ ràng chưa đạt đến độn nhất. Người đàn ông trung niên bị một kiếm của Diệp Huyên chém lui, có chút không tin nổi, ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo, giết không? Hắn là rất muốn giết, nhưng mà còn phải xem ý của tiểu đạo. Tiểu đạo đang muốn nói, người đàn ông trung niên ở xa xa kia gần giọng nói, giết ta. Ha ha, thật sự là một chuyện hài hước, nếu như ta gặp chuyện ở đây, ta nói cho ngươi, cả ngũ duy của các ngươi đều sẽ bị san phẳng. Diệp Huyên. Bên cạnh, thiên đạo lắc đầu, trời ơi, một gia tộc lớn như vậy sao lại có tên đần độn như này?
Đây chính là bành trướng sao? Không thể nhìn được nữa rồi. Tiểu đạo cũng có chút không dám nhìn thẳng. Thực ra, nàng ta vẫn khá hiểu cho người đàn ông trung niên. Trong tình huống bình thường, gia tộc ma đạo muốn tiêu diệt vũ trụ ngũ duy cũng thật không phải việc gì khó, nhưng là, vũ trụ ngũ duy bây giờ thật sự là một sự tồn tại biến thái. Đầu tiên, nơi này có thiên đạo, nàng ta không biết cô gái này mạnh như thế nào, nhưng nàng ta biết, cô gái này căn bản không để gia tộc ma đạo vào mắt. Tiếp theo, nơi này còn có Diệp Huyên. Hắn là người như thế nào? Hắn là thế hệ thứ hai đứng đầu. Không nói cái khác, một cô gái váy trắng đã đủ để giết cả gia tộc ma đạo rồi. Người đàn ông trung niên còn muốn nói cái gì, lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên nói, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ta thật sự không chịu nổi ngươi. Nói xong, hắn nhảy lên, đâm kiếm ra. Dưới một kiếm, không gian xung quanh người đàn ông trung niên lập tức trở nên hư ảo, mà từ bên ngoài nhìn, một kiếm này rất bình thường. Nhưng mà sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi rõ rệt, hắn ta chắp hai tay lại, muốn kẹp lấy một kiếm này của Diệp Huyên. Hai tay trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên, nhưng ngay sau đó, Diệp Huyên xoắn nhẹ tay phải, hai tay của người đàn ông trung niên lập tức bay ra ngoài. Nhưng người đàn ông cũng lùi lại mấy chục trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên, hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ta là người của gia tộc ma đạo. Diệp Huyên lắc đầu, đầu ta đau. Nói xong, hắn chuẩn bị ra tay, người đàn ông trung niên biến sắc, xoay người bỏ chạy, Diệp Huyên định đuổi theo, thiên đạo ở bên cạnh vội vàng nói, đừng đuổi, ta đi. Nói xong, nàng ta lập tức đuổi theo. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía tiểu đạo, nàng ta muốn làm gì? Tiểu đạo trầm giọng nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chấm 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 chấm. Phía chân trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên. Chính là thiên đạo. Người đàn ông trung niên nhìn thấy thiên đạo, sắc mặt thay đổi, ngươi nhanh như vậy. Thiên đạo cười nói, đừng căng thẳng, ta không phải đến gây phiền phức cho người, dù sao, ta cũng không dám đắc tội gia tộc ma đạo. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào thiên đạo, ngươi muốn làm gì? Thiên đạo nghiêm mặt nói, ngươi có biết vì sao Diệp Huyên ở dưới kia lại kiêu ngạo như vậy không? Ngay cả gia tộc ma đạo của các người mà hắn cũng không để vào mắt. Người đàn ông trung niên im lặng một lát, sau đó nói, hắn có chỗ dựa. Thiên đạo vội vàng nói, đúng, hắn có chỗ dựa vững chắc. Người đàn ông trung niên nhìn thiên đạo, chính là cô gái váy trắng mà ngươi từng nói với chúng ta. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Chỗ dựa mạnh nhất của hắn chính là cô gái váy trắng kia. Nói xong, nàng ta đưa một bức vẽ cho người đàn ông trung niên, đây là bức vẽ của nàng, ta nói cho ngươi, các ngươi nhất định phải cẩn thận nàng, đặc biệt đừng đi tìm nàng thật sự rất lợi hại đó. Người đàn ông trung niên cười lạnh, vậy ngươi biết gia tộc ma đạo của ta mạnh đến mức nào không? Thiên đạo chớp chớp mắt, không biết. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Hắn ta nhận lấy bức vẽ kia, ngươi trở về nói với hắn, gia tộc ma đạo của ta sẽ mang đầu của cô gái này đến tìm hắn, chúng ta sẽ làm cho hắn biết, trong mắt gia tộc ma đạo ta chỗ dựa của hắn còn không bằng con kiến. Thiên đạo vội vàng lắc đầu, không không, nàng rất lợi hại rất lợi hại. Các ngươi đừng tìm nàng, thật đấy, ta. Người đàn ông trung niên đột nhiên không vui nói, ngươi có thấy phiền không? Thiên đạo. Chấm chấm chấm. Người đàn ông trung niên đã đi rồi. Mang theo bức chân dung cô gái váy trắng mà thiên đạo đưa cho mình rời đi. Trên bầu trời đầy sao, thiên đạo nhìn người đàn ông trung niên biến mất ở phía cuối tinh không, nhếch môi cười, chúc các ngươi may mắn, hi hi. Lúc này, một cô gái bước ra từ phía sau thiên đạo. Cô gái đó chính là A Tửu. Thiên đạo nhìn về phía A Tửu, là Diệp Huyên kêu cô tới giết ông ta sao? A Tửu gật đầu. Thiên đạo mỉm cười, không còn chuyện gì nữa. Cô quay về đi. A Tửu nhìn thiên đạo, cô là kiếm tu. Thiên đạo gật đầu, phải. A Tửu tùy ý nói, qua hai chiêu. Thiên đạo lắc đầu, không so tài. A Tửu khẽ nhíu mày, tại sao?
Thiên đạo cười nói, kiếm của ta là dùng để giết người, không phải dùng để so tài. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Mà lúc này, A Tửu đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng ta nhìn thiên đạo nói, so tài. Thiên đạo chớp mắt, ta nhận thua. Dứt lời, cơ thể nàng ta đã mở dần đi. A Tửu đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm ra, không gian nơi mà thiên đạo đang đứng kia trực tiếp mở dần, xong, thiên đạo vẫn biến mất không thấy tăm hơi, nhát kiếm đó không đủ để cản thiên đạo lại. A Tửu trầm mặc. Lúc này, một người con gái bước ra từ phía sau nàng ta. Chính là Tư Đồ. Tư Đồ khẽ nói, thiên đạo này so với cái vị linh vực kia mạnh hơn rất nhiều. A Tửu thu kiếm về, người này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tư Đồ gật đầu. A Tửu nói, đi thôi. Dứt lời, hai cô gái cùng nhau rời đi. Chấm chấm chấm. Bên trong tiệm cầm đồ. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, người không nên xen vào chuyện này. Diệp Huyên cười nói, không thể trơ mắt đứng nhìn cô bị ức hiếp được. Tiểu đạo do dự một chút rồi nói, có thể sau này ta sẽ cần ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên cười nói, được. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi không hỏi ta cần ngươi giúp chuyện gì sao? Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, cô là bạn của ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạn. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo trầm mặc. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên trở về vu tộc, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện giờ đã kiểm soát thuần thục sức mạnh tinh thần, nếu đại chiến với người đàn ông trung niên lúc trước trong tinh không, hắn có tự tin chém chết đối phương chỉ với một nhát kiếm. Ở tinh không, hắn chính là chúa tể. Mà hiện giờ, hắn định đi dung hợp với đạo tắc của tầng 8. Diệp Huyên đến tầng 8. Bên trong tầng 8, có một người con gái đang đứng, cô gái mặc bộ váy màu đen, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, rất xinh đẹp, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lùng. Diệp Huyên bước vào trong, hắn khẽ mỉm cười, xin chào. Cô gái bước đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi nói, quả thực có chút giống. Diệp Huyên có chút không hiểu, giống cái gì? Cô gái lắc đầu, không có gì. Nói xong, nàng ta đột nhiên túm lấy vai Diệp Huyên, ngay sau đó, không gian xung quanh hai người rung chuyển kịch liệt từng hồi, chẳng mấy chốc, hai người xuất hiện trên một vùng trời đêm. Người con gái nhìn bầu trời đêm trước mặt, khẽ nói, ta là đạo tắc vực, tập hợp hàng ngàn hàng vạn loại vực làm một thể, về cơ bản, ta có đủ mọi loại vực tự cổ chí kim. Đạo tắc về vực. Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, cô muốn dạy ta tất cả các loại vực sao? Cô gái lắc đầu, không, ta muốn ngươi hiểu rõ hàng ngàn hàng vạn loại vực, bởi vì ta biết ưu điểm và nhược điểm của vô số loại vực, bao gồm cả loại vực của ngươi. Nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, thi triển kiếm vực. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó thi triển ra kiếm vực. Chân phải cô gái khẽ dậm một cái, một luồng sức mạnh thần bí chấn động tứ phía, trong tích tắc, kiếm vực của Diệp Huyên trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Diệp Huyên bỗng biến sắc. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, sao cô làm được? Cô gái nhìn Diệp Huyên, kiếm vực của ngươi là lấy cái gì để làm nền móng? Diệp Huyên trầm giọng nói, kiếm. Cô gái lại hỏi, kiếm lấy cái gì để làm gốc? Diệp Huyên đáp, người. Cô gái lại hỏi, người lấy cái gì để làm gốc? Diệp Huyên ngây người. Cô gái nhìn Diệp Huyên. Người lấy đất trời làm nền tảng, người ở thế giới này, chính là ở trong đại đạo, mà ở trong đại đạo thì phải dựa vào trời ở đây, dựa vào đất ở đây. Vừa rồi không phải là ta phá kiếm vực của ngươi, mà là đang phá nền móng của ngươi. Nói đoạn, nàng ta lấy ra một thanh gỗ, muốn bẻ gãy thanh gỗ này, cách tốt nhất chính là dùng lực từ giữa, nhưng thật ra có một cách hay hơn, có thể trực tiếp dùng đao, thay vì dùng tay. Dùng đao so với dùng tay chẳng phải càng dễ hơn nhiều sao? Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái nói, bản chất, thật ra, rất ít người quan tâm đến bản chất của bản chất là gì. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, chính là dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết sự việc. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta là lấy kiếm niệm làm nền tảng. Cô gái ngắt lời Diệp Huyên, quả thật,
kiếm vực của ngươi rất mạnh, bởi vì ngươi có kiếm niệm, thế nhưng, ta không hề nhắm vào kiếm niệm của ngươi. Giống như đánh rắn thì phải đánh dập đầu, nọc độc của rắn rất mạnh, vậy tại sao ngươi lại muốn dùng biện pháp cứng rắn và cố chấp để đối phó với nọc độc của nó chứ? Ngươi dùng một quyền nhắm vào nó, là nó đã chết rồi. Kiếm niệm của ngươi rất mạnh, nhưng ta không hề nhắm vào kiếm niệm của ngươi, bởi vì kiếm vực của ngươi là lấy không gian cùng với mặt đất nơi này làm nền tảng, cái mà ta nhắm vào là không gian và mặt đất nơi này. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyên liền sáng tỏ thông suốt, ta hiểu rồi. Vậy phải đánh trả thế nào? Cô gái nói, chuyện này trước tiên khoan hãng nói, điều mà ngươi cần làm bây giờ là học hỏi loại vực của người khác. Diệp Huyên gật đầu, được. Thật lòng, hắn cũng muốn học hỏi loại vực của người khác. Cô gái khẽ hất bàn tay ngọc ngà của mình một cái, không gian trước mặt nàng ta và Diệp Huyên liền trở nên siêu vẹo, rất nhanh ngay sau đó, trong không gian đó đã xuất hiện một vài cường giả. Dần dần, vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên ngưng trọng. Vực. Đương nhiên, thế giới này không chỉ có mỗi kiếm vực, có điều, hắn vốn không biết gì nhiều về các loại vực khác, bởi vì hắn hiếm khi gặp phải cường giả sở hữu vực. Mà lúc này, sau khi nhìn thấy vực của một số cường giả, hắn liền phát hiện nó thực sự rất mạnh. Cứ như vậy, cô gái không ngừng thuyết trình về vực cho Diệp Huyên nghe, trong số đó, hắn đã nhìn thấy kiếm vực. Hơn nữa không chỉ có mỗi một loại, giờ phút này hắn mới phát hiện ra rằng không phải kiếm vực của tất cả kiếm tu đều giống nhau, kiếm vực của mỗi một kiếm tu là khác nhau, có kiếm vực thiên về chém giết, có kiếm vực thiên về phòng thủ, thậm chí còn có kiếm vực thiên về chạy thoát. Chỉ với một kiếm, liền bay đi cả trăm vạn dặm. Ngoài kiếm vực ra, còn có các loại vực khác, chẳng hạn như đao vực, thương vực. Tóm lại là đầy đủ các loại vực, vực nào cũng có. Cứ như thế, thời gian trôi qua từng chút một, sau khoảng 2 ngày, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Vực. Mặc dù đã lĩnh ngộ được 3 loại vực, nhưng hắn đối với vực vẫn có chút không hiểu rõ, bởi vì hắn rất hiếm khi nhìn thấy cường giả khác thi triển vực, mà giờ phút này, hắn đã được mở mang kiến thức, nhìn thấy hàng trăm nghìn loại vực. Tham khảo. Hắn hiện giờ chính là đang tham khảo ưu điểm của các loại vực kia. Cô gái đứng ở một bên nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu. Thiên phú và ngộ tính của Diệp Huyên đều rất tốt, chỉ điểm một chút liền đã nắm bắt được, lúc đầu nàng ta còn có chút lo lắng, sợ rằng Diệp Huyên sau khi nhìn thấy nhiều loại vực như vậy sẽ cảm thấy hoang mang, bế tắc, nhưng hiện giờ xem ra, chẳng có như vậy. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng 5 ngày sau, Diệp Huyên đã đứng dậy, hắn bước lên phía trước một bước. Khoảnh khắc sau đó, hắn đã xuất hiện ở một nơi cách đó cả trăm trượng ngay lập tức. Kiếm vực. Diệp Huyên có chút phấn khích, bởi vì hắn phát hiện thực sự có khả thi, ở trong kiếm vực, chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Đây đã không còn là tốc độ bình thường. Đây là dịch chuyển tức thời. Trong kiếm vực, hắn đã vượt ra khỏi phạm trù tốc độ. Dường như nghĩ tới điều gì đó. Diệp Huyên đột nhiên đâm ra một kiếm này đâm ra, nhưng kiếm quang lại ở một chỗ cách xa mấy chục trượng, một kiếm này, bất chấp khoảng cách không gian. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên bỗng trở nên phấn khích. Trong kiếm vực, kiếm của hắn có thể bỏ qua mọi thứ, bao gồm cả không gian và thời gian. Diệp Huyên lại một lần nữa xuất kiếm, rất nhanh, từng đạo kiếm quang lần lượt xuất hiện trong kiếm vực, những đạo kiếm quang này xuất hiện vô cùng quỷ dị. Không có dấu vết, giống như tự nhiên mọc ra từ trong không gian, vô cùng quỷ dị. Lúc này, đạo tắc tầng 8 kia xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái gật đầu, người học không tồi. Diệp Huyên thu kiếm về, sau đó nói, cô nương, không biết nên xưng hô thế nào. Cô gái đáp, tố tố. Tố tố. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tố tố cô nương, ta phải đi tìm đại tỷ rồi. Tố tố nhìn Diệp Huyên, đang nghĩ gì thế? Chúng ta giờ còn chưa bắt đầu mà. Diệp Huyên đáp, ta đã học được cách làm sao để vận dụng kiếm vực. Tố tố lắc đầu khẽ mỉm cười, vẫn chưa đâu. Ta chỉ mới để cho ngươi nhận biết vực thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, là ý gì? Tố tố khẽ nói, ta là đạo tắc về vực,
chẳng lẽ ngươi không muốn biết sức mạnh đặc thù của ta sao? Diệp Huyên liền vội hỏi, đặc thù gì? Tố Tố cười nói, ngươi thi triển kiếm vực đi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó kiếm niệm khẽ động, kiếm vực xuất hiện, mà đúng lúc này, Tố Tố đột nhiên biến mất, ngay sau đó, không gian bên trong kiếm vực đột nhiên rung chuyển kịch liệt, tiếp sau đó, một luồng sức mạnh nào đó xuất hiện. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đây. Giọng của Tố Tố đột nhiên vang lên, năng lực đặc biệt của ta chính là khiến cho vực của ngươi tạm thời siêu thoát ra bên ngoài thế giới này, nói một cách đơn giản, nếu có người giao thủ với ngươi, đối phương cũng sẽ không thể cưỡng hành phá mất vực của ngươi được nữa, cho dù là cường giả của độn nhất cảnh cũng không thể làm được. Trừ phi là loại thực lực của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp kia, bằng không, cường giả bình thường hoàn toàn không thể phá vỡ vực của ngươi, không chỉ vậy, sau khi ta dung hợp với ngươi, ngươi còn có thể mượn sức mạnh của ta, mô phỏng ra hàng ngàn hàng vạn loại vực, mặc dù ngươi sẽ không thể có được sức mạnh của loại vực đó của đối phương vĩnh viễn, nhưng ngươi có thể nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng chốc không thể giữ được bình tĩnh. Mô phỏng ra hàng ngàn hàng vạn loại vực. Đây là biến thái cỡ nào? Chỉ cần hắn muốn, hắn chính là thương tu, đao tu, quyền tu. Hơn nữa, sau này nếu như hắn gặp phải những cường giả khác, chỉ cần đối phương thi triển vực, hắn liền có thể nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Tố Tố này cũng quá biến thái mà. Tố Tố lại nói, đừng có suy nghĩ lung tung, ngươi hiện giờ ngoan ngoãn dung hợp với ta, sau này giao thủ với người khác, chỉ cần ngươi muốn, ta liền sẽ cùng ngươi hòa làm một thể. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tố Tố, đại tỷ là loại năng lực gì vậy? Hắn hiện giờ rất hiếu kỳ về năng lực của đại tỷ. Đó là đại tỷ của tất cả đạo tắc, năng lực của nàng ta nhất định là vô cùng biến thái. Nghe được lời này của Diệp Huyên, Tố Tố cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên cạn lời, sao cứ thích nói chuyện lấp lửng thế nhỉ? Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện điên cuồng. Dung hợp với Tố Tố. Thời gian này, hắn phát hiện ra Tố Tố này còn đáng sợ hơn so với những gì mình tưởng tượng. Nàng ta đối với biên độ tăng trưởng của ba loại vực của hắn rõ ràng là có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Nghịch thiên. Mà trong khoảng thời gian Diệp Huyên tu luyện này, vũ trụ ngũ duy cũng đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, bởi vì sau khi cường giả của linh vực tới đây, vũ trụ ngũ duy liền trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, người nhiều thì thị phi cũng không ít nổi. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ ngũ duy cũng đã xuất hiện một vài vụ hỗn loạn có điều may mà, tất cả đều đã bị A Mục trấn áp. Người phụ trách vũ trụ ngũ duy hiện giờ chính là A Mục và A Thiến. Hai tỷ muội chính là đại diện cho Diệp Huyên. Mặc dù thực lực của hai cô gái này không có mạnh như hắn, nhưng lại không có ai dám khinh thường bọn họ, bởi vì sau lưng bọn họ có Diệp Huyên. Bên trong một căn phòng, A Thiến và A Mục đang bàn bạc. A Thiến trầm giọng nói, quá nhiều người của linh vực đến rồi. A Mục gật đầu, đúng là có hơi nhiều. A Thiến nhìn về phía A Mục, càng lúc càng nhiều, thì càng lúc càng khó quản. Nói đoạn, nàng ta có chút bất lực nói, tại sao cái tên đó lại để cho người của linh vực đến nhiều như vậy chứ? A Mục cười nói, rất đơn giản. Hắn muốn tập hợp sức mạnh của toàn vũ trụ ngũ duy để chống lại ngũ duy kiếp. A Thiến trầm giọng nói, loại kiếp nạn đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. A Mục hỏi ngược lại, vậy chẳng lẽ cứ để cho bọn họ chờ chết sao? Nói đoạn, nàng ta nhìn A về phía A Thiến, ngươi có từng nghĩ, nếu ngũ duy kiếp đến, không có ai dẫn dắt đám người này thì dưới loại cảm giác tuyệt vọng đó, đoán thử xem, đám người này sẽ làm gì? A Thiến trầm mặc. A Mục khẽ nói, những kẻ tuyệt vọng, chuyện gì cũng đều có thể làm ra. Hơn nữa, ta nghĩ nếu cường giả của toàn vũ trụ ngũ duy và linh vực đều liên thủ lại, chưa chắc sẽ không chống lại được ngũ duy kiếp. A Thiến trầm mặc. Toàn bộ cường giả đỉnh cao của toàn vũ trụ đều liên thủ. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. A Mục mỉm cười, đang định nói, thì lúc này, một người phụ nữ bước vào. Người đến chính là Quan Âm. A Mục nhìn về phía Quan Âm, Quan cô nương, có chuyện gì sao?
Quan Âm liếc nhìn A Mục một cái, rồi nói, người của linh vực và vũ trụ ngũ duy có rất nhiều mâu thuẫn, các ngươi định giải quyết thế nào? A Mục đang định nói, đột nhiên có một giọng nói vang lên, kẻ nào gây sự, thì giết kẻ đó. Ba cô gái quay người lại nhìn, cách đó không xa, Diệp Huyên chậm rãi bước tới. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, có một số mâu thuẫn không phải cứ chém giết là có thể giải quyết được. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, thế thì cứ thẳng tay mà giết. Nói đoạn, hắn nhìn về phía A Mục, truyền lệnh xuống, kẻ nào dám gây sự, liền giết kẻ đó. A Mục do dự một chút rồi gật đầu, được. Nói xong, nàng ta lui xuống. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn cười nói, nghe nói gần đây các cô rất bận. A Thiến vội nói, không phải là rất bận, mà là vô cùng bận. Thật đó, hai người bọn ta đều bận muốn xỉu. Diệp Huyên gật đầu, các cô có thể gọi một vài người tới giúp. Chẳng hạn như... Nói đoạn, hắn nhìn về phía Quan Âm đang đứng ở một bên, chẳng hạn như Quan cô nương. Quan Âm liếc nhìn Diệp Huyên một cái, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, A Thiến, ta đang dự định thành lập một liên minh, tên ta đã nghĩ xong xuôi rồi, gọi là Liên minh Vũ trụ Ngũ Duy. A Tinh chớp mắt, Liên minh Vũ trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu, bất luận là thế lực của linh vực hay là thế lực của Vũ trụ Ngũ Duy, đều bắt buộc phải gia nhập Liên minh Vũ trụ Ngũ Duy này. A Thiến do dự một chút, sau đó nói, cưỡng ép như vậy, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều người phản cảm. Diệp Huyên lắc đầu, hiện giờ không phải là lúc nhân từ, ngũ duy kiếp sắp tới, ta không muốn trước khi ngũ duy kiếp tới còn phải đi dẹp nội loạn. A Thiến vẫn còn muốn nói gì đó, lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có thể làm như này, tuyên truyền tính nghiêm trọng của ngũ duy kiếp cho mọi người, để cho tất cả mọi người đều biết đến ngũ duy kiếp, sau đó lại nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập liên minh ngũ duy, thì có thể cùng với chúng ta chống lại ngũ duy kiếp. Còn nếu như không nguyện ý, thì sau này ngũ duy kiếp xảy ra, không phải là người trong liên minh, chúng ta sẽ mặc kệ. Diệp Huyên trầm mặc. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, Quan Âm lại nói, bằng cách này, rất nhiều thế lực nhất định sẽ tranh nhau xin gia nhập liên minh của chúng ta, bởi vì chúng ta đủ mạnh. Cái khác không nói, chỉ cần Thái Cổ tộc cùng với Thánh Đường, còn có âm linh tộc ta gia nhập, các thế lực khác nhất định sẽ cùng nhau gia nhập liên minh này. Hơn nữa còn là cầu xin bọn ta để cho bọn họ gia nhập nữa. Diệp Huyên gật đầu, cách này khả thi. Quan Âm nói tiếp, nhất định phải tuyên truyền chỗ lợi và hại của ngũ duy kiếp, để cho tất cả mọi người hiểu rõ về ngũ duy kiếp. Đồng thời, ta đề nghị chúng ta thành lập một nhánh quân liên minh, nhiệm vụ của nhánh quân liên minh này chính là chấp pháp, phàm là thế lực gây nhiễu loạn trong thời kỳ này, liền sẽ giết không tha. Tất nhiên, để tránh việc lạm sát người vô tội, quân của liên minh bắt buộc phải do một người mà ngươi tin tưởng dẫn dắt. Diệp Huyên gật đầu, ta đã chọn được người. Quan Âm khẽ gật đầu, tiếp tục nói, cường giả của linh vực mạnh hơn cường giả của vũ trụ ngũ duy, để tránh hai bên xảy ra mâu thuẫn, ta đề nghị nên tách cường giả của hai bên ra, linh vực ở một bên, vũ trụ ngũ duy ở một bên, mặc dù hai bên hợp tác, nhưng vẫn phải phân tách ra, để tránh xảy ra xung đột lớn nhỏ. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, nói tiếp đi. Quan Âm gật đầu, để chống lại ngũ duy kiếp, nhất định cần có cường giả chủ lực, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng ra thêm nhiều cường giả hơn. Nói đoạn, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, tập hợp tài nguyên của tất cả các thế lực để bồi dưỡng, đương nhiên, chỉ được bồi dưỡng những người có thiên phú đỉnh cao. A Thiến đột nhiên nói, việc này nói thì dễ, nhưng làm thì khó, bởi vì chúng ta không có nhiều tài nguyên tu luyện như thế. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực có. Diệp Huyên và A Thiến nhìn Quan Âm khẽ nói, âm linh tộc, Thái Cổ tộc, Thánh Đường, ba thế lực lớn đều có lai lịch thâm hậu, nếu ba tộc liên thủ, muốn bồi dưỡng ra một đám cường giả quy nguyên phá giới thì không hề khó. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, dùng quyền lợi của các cô. Quan Âm gật đầu. Diệp Huyên hỏi, cô bằng lòng sao? Quan Âm trầm giọng nói. Nếu như không thể sống sót sau ngũ duy kiếp, giữ lại những tài nguyên đó để bồi táng sao? Diệp Huyên trầm mặc. Quan Âm nói, người yên tâm, Thái Cổ tộc và Thánh Đường sẽ đồng ý thôi,
bởi vì bọn họ biết ngũ duy kiếp đáng sợ như thế nào, ngươi cũng đừng lo bọn họ sẽ nghĩ gì về mình. Hiện giờ, điều mà các thế lực hàng đầu sợ nhất chính là ngươi sẽ bỏ mặc không lo nữa. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Quan Âm trầm giọng nói, bởi vì vũ trụ lục duy sẵn lòng đón ngươi lên đó, chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi cũng đều có thể rời khỏi vũ trụ này. Mà vũ trụ này, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt mọi người chiến đấu chống lại ngũ duy kiếp, có thể nói, là chúng sinh của vũ trụ này cần ngươi, không phải là ngươi cần chúng sinh của vũ trụ này. Vậy nên, bọn họ đều sợ, sợ ngươi rời đi. Nói đoạn, ta nhìn Diệp Huyên, âm linh tộc ta cũng sợ. Có thể nói, nếu hiện giờ ở vũ trụ ngũ duy không có Diệp Huyên thì vũ trụ ngũ duy sẽ chẳng có một chút hy vọng nào cả. Một khi ngũ duy kiếp xảy ra, sẽ có biết bao nhiêu người phải chết. Hơn nữa, một khi không có Diệp Huyên, vũ trụ ngũ duy sẽ loạn. Sở dĩ hiện giờ vũ trụ ngũ duy yên bình như vậy, toàn bộ đều nhờ vào Diệp Huyên đang trấn áp. Một khi Diệp Huyên không còn nữa, thật sự không dám tưởng tượng vũ trụ ngũ duy sẽ trở nên loạn lạc đến mức nào. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, cứ làm theo lời mà ngươi đã nói trước đó, còn nữa, ta có một ý này, đó chính là để Thái Cổ tộc, âm linh tộc cùng với Thánh Đường cử ra một người làm trưởng lão của liên minh ngũ duy này, quyền lợi của trưởng lão chỉ đứng sau minh chủ, ngươi thấy thế nào? Quan Âm hỏi, tổng cộng có mấy vị trưởng lão? Diệp Huyên đáp, 7 vị. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực có 3 vị sao? Diệp Huyên nhìn Quan Âm, Quan cô nương, hiện giờ tốt nhất đừng phân ra linh vực hay là vũ trụ ngũ duy làm gì cả, người hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn Diệp Huyên một cái, gật đầu ta hiểu. Diệp Huyên lại nói, Quan cô nương, chuyện mà vừa nãy ngươi nói, sẽ do ngươi toàn quyền xử lý, có vấn đề gì không? Quan Âm gật đầu. Không có vấn đề gì cả. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy đi làm đi. Quan Âm không nói thêm gì nữa, trực tiếp lui xuống. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyên, vị quan cô nương này quả thực không tồi. Diệp Huyên gật đầu, không thể phủ nhận, năng lực của Quan Âm đúng là rất mạnh, cho dù là thực lực của bản thân, hay sức chiến đấu của ả ta, đều là người mạnh nhất của vũ trụ này. A Thiến lại nói, tiếp theo đây ngươi có kế hoạch gì? Diệp Huyên đáp, toàn dân thăng cấp. Nói đoạn, hai mắt hắn từ từ nhắm lại, chúng ta hiện giờ cần thăng cấp thực lực của toàn vũ trụ ngũ duy. A Thiến trầm mặc, thăng cấp thực lực của toàn vũ trụ ngũ duy, nàng ta có thể thấy lần này Diệp Huyên rất nghiêm túc. Hắn vốn có thể rời đi, nhưng vì bạn bè ở đây, hắn đã ở lại. Nếu như hắn đã ở lại, vậy thì nhất định phải làm mọi chuyện cho thật tốt, dẫn dắt mọi người cùng sống sót. Kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy. A Thiến đột nhiên cười nói, vậy chúng ta sẽ cùng với kiếp nạn vũ trụ ngũ duy này đấu một trận. Diệp Huyên cười nói, đấu một trận. Ngay sau đó, Diệp Huyên rời khỏi. Diệp Huyên trở lại sân nhỏ của mình, hắn lúc này đã dung hợp hoàn toàn với Tố Tố. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào Tố Tố cũng liền có thể hòa làm một thể với hắn. Không thể không nói. Những đạo tắc này chủ động giúp đỡ hắn, đúng là một công đôi việc, bởi vì rất nhiều chuyện không cần hắn phải đi tìm hiểu, bọn họ sẽ tự mình làm tốt, hơn nữa, còn sẽ chủ động phối hợp với hắn. Mà hiện giờ, hắn vẫn còn thiếu một đạo tắc cuối cùng. Đại tỷ. Theo ý của đại tỷ, tất cả đạo tắc tập hợp lại với nhau, vô địch vũ trụ ngũ duy, không thể không nói, hắn thực sự rất mong chờ. Tất cả đạo tắc tập hợp lại với nhau, rốt cuộc uy lực sẽ mạnh đến cỡ nào chứ? Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại, ngay sau đó, người hắn đã ở trong tháp giới ngục. Diệp Huyên bước đến tầng 8, bởi vì tầng 9 chưa có rời đi, cho nên, đại tỷ cũng đang ở tầng 8. Điều đáng nói là tầng 9 này hiện giờ đã ỉ lại vào tháp giới ngục rồi. Tên này nói tháp giới ngục là nơi an toàn nhất lúc này. Lúc Diệp Huyên bước đến tầng 9, đại tỷ đã đợi ở đây rất lâu. Diệp Huyên bước đến trước mặt đại tỷ, cười nói, đại tỷ. Đại tỷ nhìn Diệp Huyên, người rất tò mò ta là đạo tắc gì. Diệp Huyên gật đầu, tò mò. Đại tỷ cười nói, đạo tắc của ta đặc biệt hơn đạo tắc của bọn họ một chút.
Diệp Huyên hỏi, đại tỷ cũng là do tiên tri tạo ra sao? Đại tỷ gật đầu, phải. Sự tồn tại của ta, vừa là để kiềm chế các tỷ muội, cũng vừa là để tăng cường cho bọn họ. Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, đại tỷ là một loại đạo tắc phụ trợ. Đại tỷ gật đầu, nói xong, tay phải của nàng ta nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Huyên. Bộp! Toàn thân Diệp Huyên run lên. Giờ phút này, Diệp Huyên cảm nhận được tất cả đạo tắc. Không giống như lúc trước, bởi vì giờ phút này, hắn cảm giác những đạo tắc kia giống như một phần của cơ thể hắn. Mỗi một đạo tắc đều là một phần của cơ thể Diệp Huyên hắn. Một sự dung hợp hoàn hảo thật sự. Đại tỷ nhìn Diệp Huyên, bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Huyên có chút hưng phấn, ta cảm giác các nàng giống như là một phần của cơ thể mình. Đại tỷ gật đầu, ta có ba loại năng lực, loại thứ nhất đó là gia tăng, ta có thể nâng cao năng lực của mỗi một đạo tắc trên diện rộng, bây giờ ngươi có thể thử thúc dục đạo tắc. Diệp Huyên gật đầu, hắn rời khỏi tháp nhỏ, xuất hiện ở bên ngoài, ngay sau đó, đạo tắc không gian hiện ra giữa hai chân mày, hắn mở lòng bàn tay ra, không gian xung quanh bắt đầu tự phân chia một cách quỷ dị. Một tầng tiếp một tầng, giờ phút này, khoảng không gian nơi hắn đứng trở nên cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyên vừa suy nghĩ, trong phút chốc, không gian xung quanh hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên đột nhiên nói, hiện nhanh. Vừa dứt lời, người hắn đã xuất hiện ở bên ngoài cách mấy chục trượng. Không gian thuấn di. Điều này đã vượt qua phạm trù tốc độ, trực tiếp là không gian thuấn di, một loại thay đổi vị trí giữa không gian. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay tụ. Trong chốc lát, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lực lượng không gian. Lực lượng hấp thụ từ trong không gian xung quanh. Giọng nói của đại tỷ đột nhiên vang lên, với năng lực hiện tại của ngươi cộng thêm đạo tắc không gian và ta, ngươi có thể làm vỡ vụn không gian trong chu vi hàng trăm nghìn dặm xung quanh. Đương nhiên, thi triển lực lượng lớn như thế sẽ làm cơ thể ngươi chịu một chút phản phệ. Bởi vì sức lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ để hoàn toàn chịu được lực lượng mạnh như vậy. Nếu ngươi có thể đạt đến độn nhất cảnh, một ý niệm của ngươi đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ không gian ngũ duy. Ảnh hưởng không gian ngũ duy. Sắc mặt Diệp Huyên lộ vẻ xúc động. Điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Đại tỷ lại nói, loại năng lực thứ hai của ta là năng lực đặc biệt chỉ ta có, ám diệt. Diệp Huyên có chút khó hiểu, ám diệt. Đại tỷ nói, đúng vậy, một ý niệm, vạn vật ám diệt. Diệp Huyên nói, ám diệt là gì? Đại tỷ nhẹ giọng nói, chính là đêm tối. Thế giới này chia ra âm dương, cũng chia ban ngày và đêm tối, ta có thể cưỡng ép nghịch chuyển giữa ngày và đêm, đồng thời điều khiển lực lượng của vật chất tối trong đêm. Nàng ta vừa nói xong, thế giới trước mặt Diệp Huyên đột nhiên tối sầm lại. Tôi giống như chết rồi, không thể nhìn thấy vạn vật. Đại tỷ nói, vật chất tối tồn tại trong không gian tối đen, là một loại lực lượng có lực sát thương cực kỳ mạnh, bây giờ, người có thể nhờ vào ta để cảm nhận loại lực lượng này. Diệp Huyên gật đầu, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Dần dần, hắn cảm nhận được một chút lực lượng quỷ dị xung quanh. Lực lượng tối. Lực lượng này ở trong khoảng không gian này, không đúng, phải nói lực lượng ở khắp mọi nơi. Nhưng là... cũng có rất ít người có thể phát giác ra chúng nó, hơn nữa điều khiển chúng. Giọng nói của đại tỷ lại vang lên, ta dạy ngươi làm thế nào điều khiển những lực lượng tối này. Diệp Huyên gật đầu, được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu học về lực lượng tối cùng đại tỷ. Chấm chấm chấm. Một ngày này, trong bầu trời sao nào đó, một ông lão áo bào trắng đột nhiên xuất hiện. Ông lão áo bào trắng này vừa xuất hiện, một cô gái liền xuất hiện trước mặt ông ta. Thiên đạo. Thiên đạo nhìn ông lão áo bào trắng, cười nói, người của gia tộc ma đạo phải không? Ông lão áo bào trắng nhìn thiên đạo, người chỉ là một thiên đạo nhỏ bé, vì sao ta lại cảm giác người rất nguy hiểm? Thiên đạo cười cười, nói, phải không? Vậy có thể là ảo giác của ngươi? Ông lão áo bào trắng nhìn thật sâu vào thiên đạo. Cuối cùng, ông ta vẫn là không dám động thủ. Người trước mặt, sâu không lường được. Ông ta không dám động. Thiên đạo đột nhiên hỏi, có việc.
Ông lão áo bào trắng nhẹ giọng nói, đến xác định một chuyện. Thiên đạo hỏi, chuyện gì? Ông lão áo bào trắng nhìn về phía thiên đạo, nghe đồn ngũ duy có một vị kỳ nhân, gọi là tiên tri, hắn có tiếng là biết quá khứ, biết tương lai, hơn nữa có một thư phòng thần bí, đúng không? Thiên đạo hơi nheo mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ngay sau đó, nàng ta vung nhẹ hai ngón tay. Suy! Cổ của ông lão áo bào trắng lập tức bị đứt, trong nháy mắt đầu bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp giết trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đầu ông lão áo bào trắng bay ra ngoài kia, trên mặt ông ta thế mà lại nở nụ cười, rất quỷ dị. Vẻ mặt của thiên đạo có chút ngưng trọng. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng ta, làm sao vậy? Thiên đạo nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng nói kia có chút khó hiểu, chuyện lớn gì? Thiên đạo lắc đầu, năm đó ta đã đồng ý với hắn, giúp hắn che giấu thân phận thật sự, nhưng hiện tại xem ra không giấu được nữa rồi. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời sao ở phía chân trời kia, nhẹ giọng nói, đến cũng thật là nhanh. Giọng nói kia lại hỏi, người mà ngươi nói là tiên tri sao? Thiên đạo lạnh nhạt nói, còn ai khác ngoài hắn? Giọng nói kia lại hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Thiên đạo nhẹ giọng nói, một người đáng thương. Đương nhiên, Diệp Huyên càng đáng thương, hiệp sĩ đội nồi này. Nói xong, nàng ta lắc đầu, không được, sắp xảy ra chuyện lớn, ai mà chống đỡ nổi. Ta phải trốn đi một thời gian, rất nguy hiểm. Nói xong, nàng ta xoay người bỏ chạy. Giọng nói đột nhiên vang lên, ngươi không cảnh báo hắn một chút sao? Tiếng của thiên đạo từ phía xa vọng tới, đã cảnh báo rồi. Chấm 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 chấm. Phía dưới, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt, trong đầu hắn vang lên giọng của thiên đạo, nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đừng tìm ta đã rời khỏi ngũ duy rồi. Diệp Huyên nghe xong không hiểu chuyện gì cả. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Cái quỷ gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Huyên không hiểu ra sao. Lúc này, giọng của đại tỷ đột nhiên vang lên, nàng ta không giống như đang nói đùa. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta biết nàng ta không phải nói đùa, nhưng mà rốt cuộc là nguy hiểm gì? Bây giờ hắn có thể nói là có khá ít kẻ địch, ở ngũ duy đã không còn kẻ địch, lục duy có, nhưng hẳn cũng chỉ là số ít. Có thể nói, trừ phi tất cả các thế lực của lục duy liên kết lại tấn công hắn, bằng không, hắn hẳn là cũng sẽ không bị nguy hiểm như vậy. Mà nghe ngữ khí của thiên đạo, ý giống như hắn chết chắc rồi vậy. Rốt cuộc là nguy hiểm gì? Hắn rất muốn hỏi cho rõ, nhưng hắn không liên lạc được với nàng ta. Cô gái kia không phải thật sự rời khỏi ngũ duy rồi chứ? Đại tỷ trầm giọng nói, không thể liên lạc được sao? Diệp Huyên lắc đầu, vẻ mặt có chút nặng nề. Hắn biết, tuy thiên đạo bình thường hi hi ha ha, nhưng trong một số vấn đề hệ trọng thì nàng ta vẫn rất đáng tin, đối phương khẳng định là đã phát hiện ra chuyện gì đó nguy hiểm, cho nên mới cảnh báo mình như thế. Rốt cuộc là chuyện nguy hiểm gì đây? Diệp Huyên trầm tư. Một lát sau, đại tỷ đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ là nguy hiểm gì, đều phải đối mặt. Việc cấp bách bây giờ của ngươi là nhanh chóng dung hợp với ta, đến lúc đó, ngươi mới có năng lực để đối phó với nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu. Như lời đại tỷ nói, việc cấp bách bây giờ của hắn là nâng cao bản thân, nắm vững hoàn toàn tất cả đạo tắc, bắt đầu sử dụng tất cả các năng lực của tháp giới ngục. Về phần nguy hiểm, đời này hắn gặp phải còn ít sao? Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện. Chấm chấm chấm. Trong bầu trời sao nào đó, ở chỗ sâu trong mảnh trời sao này có một đại điện cực kỳ hùng vĩ, đại điện trải dài hàng vạn dặm trong trời sao, tựa như một con thú lớn ẩn nấp, làm người ta trông đã khiếp sợ. Đại điện Ma Đạo. Gia tộc Ma Đạo không ở Lục Duy, cũng không ở Ngũ Duy, bọn họ có chút giống với linh vực, thuộc về một thế giới độc lập, đạo giới. Nhưng không giống với linh vực, vũ trụ nơi bọn họ ở rất lớn. Quy mô của nó còn lớn hơn vũ trụ lục duy. Phía trên lục duy là đạo giới, nơi này được coi là nơi bắt nguồn của đại đạo,
Kinh thư cổ đạo kinh trong truyền thuyết chính là có nguồn gốc từ nơi này. Trong sử ký cổ xưa của đạo giới viết, Thái Cổ Nguyên Niên, trời giáng kinh thư, phân lạc chư giới, truyền đạo hậu thế, thế nhân tu đạo. Đạo kinh được ca tụng là kỳ thư đứng đầu xưa và nay, trong đó lai lịch của độn nhất cảnh đến từ một đoạn kinh trong đó, Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Mà bởi vì câu này, đạo giới từng xuất hiện một vị cao thủ siêu cấp Diệp Lan Đình. Nàng ta là cao thủ độn nhất cảnh đầu tiên của đạo giới. Mà nàng ta chỉ có được một trang kinh, hơn nữa, trang kinh này còn không đầy đủ, là một trang bị rách. Theo ghi lại, đạo kinh tổng cộng có 9 trang. Sau khi Diệp Lan Đình hoàn thành đại đạo, nàng ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phần trang còn thiếu của đạo kinh, nhưng sau đó, không có cái kết. Có người nói nàng ta tìm được rồi, cũng có người nói không tìm được. Dù sao, nàng ta không còn nữa. Không biết là còn sống hay là chết. Đạo kinh trở thành truyền thuyết, nhưng người của đạo giới vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm đạo kinh, đặc biệt là các cao thủ sau độn nhất cảnh đại đạo, sự chấp mê của bọn họ đối với đạo kinh đã đạt đến mức điên cuồng. Bởi vì sau độn nhất cảnh, bọn họ bị mơ hồ. Phía trước không có đường. Đi như thế nào? Rất nhiều cao thủ độn nhất cảnh tìm hiểu cả đời cũng không thể tìm ra một con đường. Bọn họ biết, bọn họ muốn đi tiếp, chỉ có tìm thấy quyển đạo kinh kia, cho dù chỉ tìm thấy một trang rách cũng được. Lịch sử đạo giới từ xưa đến nay, vô số cao thủ điên cuồng tìm kiếm đại kinh, hơn nữa, những cao thủ này cơ bản đều là độn nhất cảnh. Trong lịch sử cận đại, đạo kinh thật sự chỉ xuất hiện một lần. Diệp Thanh Trí, hậu duệ của Diệp Lan Đình, Diệp Thanh Trí kỳ tài ngút trời, chưa đến 20 tuổi đã đạt đến độn nhất cảnh, trở thành thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của đạo giới, làm khiếp sợ cả đạo giới. Nhưng, lại đưa tới đại họa. Bởi vì vào lúc ấy, có lời đồn Diệp Thanh Trí có được tổ tiên Diệp Lan Đình của hắn để lại, đạo kinh. Ngày Diệp Lan Đình đột phá, 39 vị cao thủ độn nhất cảnh đỉnh cao tề tụ lại Diệp ra. Sau hôm đó, toàn bộ nhà họ Diệp bị giết, Diệp Thanh Trí không rõ tăm hơi. Mà tất cả mọi người biết Diệp Thanh Trí không chết, bởi vì lúc trước những thế lực lớn đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Thanh Trí. Nhưng là, không có một chút tung tích nào, Diệp Thanh Trí giống như bốc hơi khỏi thế gian. Đại điện Ma Đạo, ở trong đại điện có một người đàn ông trung niên đang ngồi, người này chính là Ma Nguyên gia chủ hiện tại của gia tộc Ma Đạo. Cả tòa đại điện trống rỗng, chỉ có một mình Ma Nguyên. Đúng lúc này, không gian trước mặt Ma Nguyên đột nhiên hơi rung lên, dần dần, sắc mặt bình tĩnh của Ma Nguyên thay đổi. Một lát sau, Ma Nguyên từ từ nắm chặt hai tay. Qua một lúc, Ma Nguyên dần dần nhắm mắt lại, Diệp Huyên. Luân hồi, hay cho một cái luân hồi, hay cho một Diệp Thanh Trí, thế mà lại dùng cách này để trốn sự truy tìm của các cao thủ đạo giới. Chẳng trách những năm gần đây không ai có thể tìm ra chút tung tích nào của ngươi. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Ma Nguyên, đã điều tra rõ, cô gái váy trắng kia là độn nhất cảnh. Chỉ có độn nhất cảnh mới có thể cưỡng ép phá vỡ vách tường vũ trụ, từ lục duy đến đạo giới của chúng ta. Ma Nguyên hơi nheo mắt, lục duy không thể xuất hiện cao thủ độn nhất cảnh, chỉ có một cách giải thích, đạo kinh kia ở hạ giới. Thư phòng. Trong thư phòng chắc chắn là đạo kinh. Lúc này, giọng nói kia chợt vang lên, cô gái váy trắng thì sao? Trong mắt Ma Nguyên hiện lên một tia sát ý, cô gái này chắc chắn đã thấy qua đạo kinh, không thể giữ. Để Hắc Bạch Nhị Sứ đi giữ chân nàng, nhớ kỹ, bảo bọn họ đừng giết người, giữ người sống, ta muốn còn sống. Giọng nói kia, đã hiểu, lập tức sắp xếp. Chấm 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 chấm. Trong điện. Hai mắt Ma Nguyên từ từ nhắm lại. Hắn ta giờ phút này hưng phấn dị thường. Diệp Thanh Trí. Không ngờ tới người mà cả đạo giới đang tìm vậy mà đã bước vào luân hồi. Diệp Huyên. Ma Nguyên hơi nhếch khóe miệng lên, sau đó dần dần mở rộng. Đạo kinh. Lúc này Ma Nguyên rất hưng phấn, hắn ta thật không ngờ, lần sai sót ngẫu nhiên này lại phát hiện ra nơi đạo kinh rơi xuống. Thực ra, lúc mới đầu hắn ta chưa từng nghĩ Tiên Tri và Diệp Thanh Trí có liên quan gì với nhau, hắn ta cho người xuống, cũng chỉ là muốn điều tra một chút về Diệp Huyên,
bởi vì người trở về nói, thiên phú của Diệp Huyên rất tốt, thực lực rất mạnh, đã lĩnh ngộ kiếm niệm. Một thiên tài như vậy, gia tộc ma đạo cũng sẽ không xem thường, cho nên, hắn ta phái người xuống điều tra. Nhưng thật không ngờ, khi điều tra Diệp Huyên đồng thời lại tra ra tiên tri. Không thể không nói, đây là một niềm vui bất ngờ. Bất ngờ lớn. Ma Nguyên lại nở nụ cười. Hắn ta bây giờ đã là độn nhất cảnh, đã thoát ra ngoài đại đạo, nhưng trước mắt hắn đã không còn đường. Hắn ta không nghĩ bản thân có thể tự đi ra một con đường, bởi vì từ xưa đến nay, bao nhiêu cao thủ siêu cấp có thiên phú dị bẩm cũng đều chết ở độn nhất cảnh. Cho dù là Diệp Lan Đình năm đó làm kinh ngạc toàn bộ đạo giới không phải cũng tan biến rồi sao? Hắn ta thật không ngờ, vào lúc này, có được nơi đạo kinh rơi xuống. Chẳng lẽ là trời giúp mình? Ha ha! Trong điện, tiếng cười của Ma Nguyên vang vọng. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên và Đại Tỷ đã dung hợp một cách hoàn hảo, hiện tại, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tất cả đạo tắc. Trong một khoảng trời sao, Diệp Huyên đứng lặng lẽ, ở trong tay hắn là tháp giới ngục. Diệp Huyên nhìn tháp giới ngục trong tay, cười nói, ta muốn xem tháp giới ngục mạnh đến mức nào sau khi tập hợp lại tất cả đạo tắc với nhau. Đại Tỷ nói, đợi đến khi gặp phải cao thủ rồi xem. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Đại Tỷ nói, bởi vì lực sát thương quá mạnh. Diệp Huyên, chấm. Đại Tỷ lại nói, với thực lực bây giờ của ngươi, nếu như có thể đạt đến phá hư cảnh, hơn nữa tháp nhỏ và kiếm đạo của ngươi, hoàn toàn có thể chiến đấu với một vị cao thủ độn nhất cảnh. Chiến đấu với độn nhất. Diệp Huyên hít sâu một hơi, điều này tương đương với vô địch ngũ duy. Bởi vì hiện tại cả ngũ duy không có cao thủ độn nhất cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Đại Tỷ, người có biết thực lực của thiên đạo không? Mạc Niệm Niệm. Hắn vô cùng tò mò về thực lực của cô gái này. Đại Tỷ trầm lặng một lát, sau đó nói, ta không biết, ta chỉ có thể nói, người nhất định phải cẩn thận với cô gái này. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Đại Tỷ nhẹ giọng nói, bởi vì nàng ta rất nguy hiểm. Cũng may, nàng ta hình như không có định ý với ngươi, bằng không, ngươi sẽ phải đau đầu đấy. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Nếu thiên đạo đối địch với hắn, hắn khẳng định sẽ rất đau đầu, cô gái này thật quá đáng sợ. Đại Tỷ lại nói, ngươi có thể đi tìm đám Quan Âm, bảo bọn họ giúp ngươi đạt đến phá hư cảnh, tốt nhất là đạt đến quy nguyên phá giới cảnh, với cơ sở và nền tảng bây giờ của ngươi, một khi ngươi đạt đến quy nguyên phá giới cảnh, thực lực sẽ vô cùng mạnh. Sợ là cao thủ bán bộ độn nhất cảnh cũng không tiếp nổi kiếm của ngươi. Bây giờ Diệp Huyên quả thật có chút biến thái, bởi vì hắn chỉ là chủ tế cảnh, nhưng sức chiến đấu của hắn còn mạnh bán bộ độn nhất cảnh, nếu hắn kích hoạt huyết mạch, cao thủ bán bộ độn nhất cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà nếu hắn đạt tới quy nguyên phá giới, tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết cao thủ bán bộ độn nhất cảnh. Hiện tại khuyết điểm lớn nhất của Diệp Huyên đó là cảnh giới không đủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng là phải nâng cao cảnh giới rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở sân nhỏ của Quan Âm. Hiện tại hắn chỉ cần nghĩ, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong phạm vi không gian mấy vạn dặm. Đạo tắc không gian. Có thể nói, hắn hiện tại thật sự đã phát huy đạo tắc không gian đến cực hạn. Vừa đến sân của Quan Âm, cửa căn phòng trước mặt Diệp Huyên đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một cô gái đi ra. Chính là Quan Âm. Quan Âm nhìn Diệp Huyên, có việc. Diệp Huyên gật đầu, Quan cô nương, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ ta đột phá. Quan Âm im lặng một lúc, sau đó nói, phá hư. Diệp Huyên gật đầu. Quan Âm nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, hẳn là không khó. Nền tảng của ngươi rất tốt, vấn đề không lớn. Diệp Huyên cười nói, vậy làm phiền. Quan Âm gật đầu, đi theo ta. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo Quan Âm đến một bờ sông, ở trước mặt ả ta còn có hai ông lão, đều là cao thủ bán bộ độn nhất cảnh của âm linh tộc. Cũng là hai cao thủ bán bộ độn nhất cảnh duy nhất của âm linh tộc.
Quan Âm lấy ra một cái hộp đen, ả ta đưa hộp đen đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở hộp ra, bên trong hộp là một viên đan dược màu đen. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm, đây là... Quan Âm nói, đan phá hư, rất quý báu. Diệp Huyên hỏi, có thể chế ra số lượng lớn không? Quan Âm lắc đầu, rất khó, trước tiên, tạo một viên đan phá hư cần lượng lớn thiên tài địa bảo, tiếp theo, một vị luyện đan sư thần cấp cần mất 2 tháng mới có thể luyện ra một viên đan phá hư, hơn nữa, không phải 100% thành công, xác suất thất bại rất cao. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta giới thiệu cho ngươi một người luyện đan. Hả? Quan Âm nhìn Diệp Huyên, người luyện đan. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn gọi Tiểu Linh Nhi ra. Quan Âm nhìn Tiểu Linh Nhi, cô bé này. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt Quan Âm có chút cổ quái. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua viên đan phá hư trong tay Diệp Huyên, là viên này sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, muội có thể luyện ra không? Tiểu Linh Nhi nhìn viên đan dược kia lần nữa, sau đó nói, đợi chút. Nói xong, cô bé trở lại tháp giới ngục. Rất nhanh, trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi bắt đầu bận rộn. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Diệp Huyên cười nói, ngươi nhìn ta giống đang nói đùa không? Quan Âm do dự một lát, sau đó nói, chúng ta giúp ngươi đột phá cảnh giới thôi. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, cô bé mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có 2 viên đan dược, đều là đan phá hư. Quan Âm và 2 ông lão ở bên cạnh nhìn thấy cảnh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đan phá hư. Quan Âm vội vàng cầm lấy 2 viên đan dược kia, ả ta đánh giá một lúc, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, thật sự là đan phá hư. Nói xong. Ả ta nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi trong thời gian ngắn như vậy đã luyện ra được. Tiểu Linh Nhi lạnh nhạt nói, luyện thứ này rất khó sao? Quan Âm. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, có chuyện gì sao? Diệp Huyên cười nói, muội có thể giúp chúng ta luyện thêm loại đan dược này không? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta không đủ nguyên liệu. Một bên. Quan Âm nhiên nói, chúng ta cung cấp nguyên liệu. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm, các ngươi có bao nhiêu nguyên liệu? Quan Âm chần chừ một lúc, sau đó nói, chúng ta có thể làm ra rất nhiều. Tiểu Linh Nhi vội vàng lắc đầu, không được, ta phải luyện đan dược của mình. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên nhìn sang Tiểu Linh Nhi bĩu môi, huynh, những đan dược này rất rác rưởi. Ta không muốn tiêu tốn thời gian vào những đan dược rác rưởi này. Quan Âm. Diệp Huyên lại có chút hưng phấn nói, muội có đan dược tốt hơn sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có. Nói xong, cô bé mở lòng bàn tay ra, một viên đan dược xuất hiện trong tay cô bé. Viên đan dược này vừa xuất hiện, nơi đây lập tức nổi lên một mùi hương thơm mát. Đan dược chỉ to như ngón tay cái, toàn thân trong suốt. Xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng, vừa nhìn đã không phải là vật bình thường. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó hỏi, đây là đan dược gì? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười, cái này gọi là đan tẩy tủy, có thể thay đổi thiếu sót cơ thể của một người, làm cho cơ thể người đó càng thích hợp tu luyện hơn. Nói xong, cô bé lấy quyển đan kinh ra xem, sau đó nói, trong đây còn nói, nếu một người bình thường uống loại đan dược này, cơ thể của người đó sẽ thay đổi lớn. Biến thành một thể chất tu luyện tuyệt vời. Yêu nghiệt. Lúc này, Quan Âm ở bên cạnh đột nhiên nói. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm trầm giọng nói, loại đan dược này, trong tộc của chúng ta cũng có, ta cũng từng nếm qua không ít, nhưng là, so với viên đan trong tay cô bé thì quả thật là một trời một vực. Có thể nói, nếu có đủ nhiều loại đan dược này, cộng thêm thời gian, người có thể bồi dưỡng ra số lượng lớn thiên tài siêu cấp. Nói xong, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, ở linh vực, những đứa trẻ của những tộc và thế lực lớn như chúng ta khi vừa sinh ra đã có thiên phú nhất định, nhưng càng nhiều hơn là đào tạo sau này. Rất nhiều thời điểm, hoàn cảnh quyết định tất cả. Diệp Huyên trầm lặng. Hoàn cảnh quyết định tất cả. Lời này nói không sai,
một người bình thường muốn phấn đấu trở nên vượt trội, nó khó đến mức nào. Nhưng có một vài người, hắn sinh ra đã ở trung điểm mà người khác cả đời không với tới. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, muội còn loại đan dược khác không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, có, còn có rất nhiều, ta đã luyện rất nhiều. Nói xong, cô bé lấy ra một ít đan dược. Nhìn thấy những đan dược chi chít trong tay Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên và những người ở đây đều hóa đá. Những đan dược này thật sự vô giá, đặc biệt trong đó có một viên tên là đan cải tử hoàn sinh. Đan dược này được gọi là cải tử hoàn sinh, chỉ cần không phải thần hồn bị diệt sạch, đều có thể làm cho người cải tử hoàn sinh. Trừ loại này ra, còn có một vài loại đan dược linh tinh khác, tuy rằng loạn, nhưng tác dụng đều không nhỏ, đặc biệt có viên đan kim thân bất diệt gì đó. Sau khi uống, trong thời gian có được vô địch kim thân, thân thể có thể dung chuyển trời đất. Diệp Huyên và mọi người nhìn thấy nhiều đan dược như vậy đều kinh ngạc. Đặc biệt là Diệp Huyên, hắn biết Tiểu Linh Nhi đang luyện đan, nhưng hắn không biết cô nhóc này lại luyện ra nhiều loại đan dược cực phẩm như vậy. Cô nhóc này thật quá tài năng rồi. Lúc này, Quan Âm ở bên cạnh đột nhiên hưng phấn nói, để cô bé cho ta đi. Diệp Huyên nhìn về phía Quan Âm hưng phấn nói, có cô bé, chúng ta tuyệt đối có thể đào tạo ra rất nhiều cao thủ siêu cấp. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, muội hỗ trợ luyện đan dược, được không? Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười, được. Không có gì làm cho cô bé vui hơn việc giúp được Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Quan Âm, ta cần rất nhiều nguyên liệu, các ngươi có thể cho ta không? Quan Âm cười nói, có thể. Tiểu Linh Nhi cười nói, được. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên, uống viên đan dược này đi. Sau đó, ta để hai vị tôn lão giúp ngươi. Diệp Huyên gật đầu, hắn uống viên đan dược kia xuống, rất nhanh, một năng lượng thuần khiết thổi quét ra từ trong cơ thể hắn. Đột phá. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của hai vị cao thủ tộc âm linh, Diệp Huyên bắt đầu tiến lên phá hư cảnh. Mà Tiểu Linh Nhi thì theo Quan Âm đi luyện đan. Cả ngũ duy đều đang điên cuồng tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo cực phẩm. Khi nhìn thấy thiên tài địa bảo không ngừng được đưa đến, Tiểu Linh Nhi vô cùng vui mừng. Khi cô bé luyện đan tháp giới ngục, thiếu nhất chính là thiên tài địa bảo, Diệp Huyên giết người, những bảo vật đạt được cơ bản đều bị cô bé lấy đi. Được hỗ trợ thiên tài địa bảo ùn ùn không ngừng, Tiểu Linh Nhi bắt đầu điên cuồng luyện chế đan dược, cùng với sự xuất hiện của những đan dược này, vũ trụ ngũ duy có càng ngày càng nhiều cao thủ. Toàn dân thăng cấp. Hiện tại tất cả các thế lực đều không che giấu, mà đều đang trợ giúp những người có thiên phú và tiềm lực thăng cấp. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải người nào cũng giúp, đầu tiên vẫn là phải giúp người của mình, cũng chính là những người gia nhập liên minh ngũ duy. Chấm chấm chấm. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Trong điện có hai cô gái đang ngồi, chính là Tiểu Đạo và cô gái một chân. Tiểu Đạo nhìn cô gái một chân, người cũng có thể đột phá. Cô gái một chân gật đầu, ta biết. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, ta đã nói với Quan Âm rồi, lát nữa người tự mình đi tìm nàng ta là được, nàng ta sẽ sắp xếp hết tất cả. Cô gái một chân đột nhiên hỏi, chúng ta thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không biết. Cô gái một chân trầm lặng. Tiểu Đạo cười nói, cố hết sức là được. Cô gái một chân gật đầu, nàng ta đứng dậy rời đi. Nàng ta là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, đây cũng là do Diệp Huyên tự lựa chọn, có thể nói, hiện tại sẽ tụ tập lực lượng của ngũ duy bồi dưỡng nàng ta và A La còn cả đám An Lan Tú. Bởi vì các nàng thật sự đủ ưu tú. Sau khi cô gái một chân rời đi, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt nàng ta có chút buồn rầu. Không thấy thiên đạo. Mấy ngày nay, nàng ta vẫn luôn cố liên lạc với thiên đạo, nhưng là, cô gái này giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy, không có một chút tung tích nào. Nàng ta có một dự cảm không lành. Hơn nữa, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Một lát sau, Tiểu Đạo đứng dậy rời đi. Nàng ta vẫn quyết định đi tìm thiên đạo, cô gái này biến mất, chắc chắn là phải có nguyên nhân, không làm rõ, trong lòng nàng ta không yên. Chấm chấm chấm.
Bờ sông, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, giờ phút này quanh người hắn tản ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Ở bên cạnh hắn là hai vị cao thủ của tộc âm linh, trong khoảng thời gian này bọn họ chịu trách nhiệm chỉ điểm cho Diệp Huyên. Giờ phút này trong lòng hai người đều hơi phức tạp, cách đây không lâu, tộc âm linh và Diệp Huyên còn ngươi chết ta sống, nhưng hiện tại, hai bên lại không thể không hợp tác cùng nhau. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt, quanh người hắn, một luồng hơi thở mạnh mẽ chấn động ra bốn phía, không gian xung quanh rung lên. Hai ông lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ khiếp sợ, như vậy đã đột phá rồi. Diệp Huyên hít sâu một hơi. Tay phải hắn nhẹ nhàng thăm dò phía trước, không gian trước mặt hắn lập tức trở nên hư ảo. Phá hư cảnh. Bây giờ hắn chính là phá hư cảnh, có thể nói, đây là lần đột phá cảnh giới dễ dàng nhất của hắn. Sở dĩ hắn đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do hắn từng dùng kiếm vực đạt đến trạng thái phá hư. Có thể nói, tuy lúc trước hắn không phải phá hư cảnh, nhưng hắn lại có thể dùng kiếm vực đạt đến phá hư mà chỉ có phá hư cảnh mới có thể tạo ra được. Chính vì vậy, khi đột phá lên phá hư cảnh, hắn mới có thể dễ dàng như vậy. Hai ông lão phía sau Diệp Huyên không biết về điều này, khi nhìn thấy Diệp Huyên đã đột phá, hai người có thể nói là kinh ngạc tột đỉnh. Mới qua bao lâu? Chưa đến một ngày đi. Hắn đã đột phá lên phá hư rồi. Biến thái như vậy sao? Diệp Huyên xoay người nhìn về phía hai ông lão vẫn đang kinh ngạc, cười nói, hai vị tiền bối, đa tạ. Một ông lão trong đó vội vàng nói, đâu có, Diệp thiếu kỳ tài ngút trời, cho dù không có hai người chúng ta, cũng có thể dễ dàng đột phá. Diệp Huyên cười nói, gọi ta là Diệp Huyên hoặc Diệp tiểu hữu đều được, hai chữ Diệp thiếu này, ta không quá thích. Hai ông lão gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, hai vị tiền bối đi bận việc đi. Hai người khẽ gật đầu, sau đó cáo lui. Sau khi hai người rời đi, người Diệp Huyên run lên, lập tức xuất hiện trong một khoảng sao trời, hắn từ từ nhắm mắt lại, thần thức tựa trải ra tựa như một tấm lưới, rất nhanh, khắp trời sao đều bị bao trùm dưới thần thức của hắn. Ngay sau đó, hắn biến mất, khi xuất hiện lại đã ở cách xa mấy vạn dặm, ở trước mặt hắn cách không xa là tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, người cũng đến tìm nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, khi nàng ta rời đi, nói với ta rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ta không biết nguy hiểm mà nàng ta nói là gì. Tiểu đạo ngẩng đầu liếc nhìn phía trên trời sao, nhẹ giọng nói, hẳn là nàng ta đã phát hiện ra điều gì rồi. Diệp Huyên gật đầu, cô gái này, nói chuyện cũng không nói rõ ràng một chút. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên. Trực giác nói cho ta, có thể có liên quan đến gia tộc của ta. Diệp Huyên nhíu mày, gia tộc ma đạo. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, có thể nói một chút về gia tộc ma đạo của cô không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, gia tộc ma đạo ở đạo giới, là một gia tộc siêu cấp của đạo giới. Sở dĩ gia tộc ma đạo có thể trở thành bá chủ một phương ở đạo giới, nguyên nhân chủ yếu là do huyết mạch của chúng ta. Huyết mạch chi lực của chúng ta làm cho chúng ta trời sinh đã không giống người thường, đặc biệt ở phương diện tu luyện, chúng ta được trời ưu ái, tu luyện dễ dàng hơn người bình thường gấp 10 lần. Hơn nữa, chúng ta từ khi sinh ra đã vĩnh viễn có được huyết mạch chi lực đặc biệt, cũng giống như huyết mạch chi lực của ngươi vậy. Nói xong, nàng ta lắc đầu, chỉ có điều, chúng ta thành cũng do huyết mạch chi lực, bại cũng do huyết mạch chi lực. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyên, bởi vì rất ít người trong chúng ta có thể vượt qua tổ tiên, nghịch cải huyết mạch của bản thân, nếu không thể nghịch cải được, huyết mạch này sẽ trở thành xiềng xích của chúng ta, cho nên, huyết mạch chi lực này vừa lợi vừa hại. Diệp Huyên trầm giọng nói như vậy, huyết mạch chi lực của ta chẳng phải là rất khó đột phá sao? Tiểu đạo nói, người nghĩ sao? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, ta nghĩ có chút khó. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, là rất khó. Huyết mạch chi lực của ngươi rất biến thái, cộng thêm sức chiến đấu kia, quả thật không cách nào hình dung. Hơn nữa, ngọn nguồn huyết mạch chi lực này của ngươi hình như vẫn còn sống. Nói cách khác, nếu đối phương bất tử, huyết mạch chi lực phát triển không có điểm cuối, ngươi muốn đột phá, vậy càng khó, hiểu chưa?
Diệp Huyên cười nói, ta đột phá nó làm gì? Nó trở nên mạnh hơn, với ta mà nói không phải một chuyện tốt sao không? Tiểu đạo lắc đầu, người thật lạc quan. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, tiểu đạo cô nương, có thể nói vì sao cô lại xuất hiện ở đây không? Tiểu đạo trầm lặng một lát, sau đó nói, chúng ta bởi vì huyết mạch đặc biệt nên nếu con gái trong gia tộc ma đạo muốn thành thân, nhất định không được cùng người bình thường, bởi vì theo gia tộc, như vậy sẽ làm bẩn huyết mạch của gia tộc ma đạo chúng ta, bởi vậy, nếu muốn thành thân, chúng ta nhất định phải tìm kiếm những người có huyết mạch không yếu hơn chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, gia tộc ma đạo của cô tìm cho cô một người, nhưng cô không thích, đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đối phương là một công tử trăng hoa, nữ nhân còn nhiều hơn ngươi. Diệp Huyên kinh ngạc, đại tỷ, cô có thể nói rõ chút không? Cái gì gọi là còn nhiều hơn ta? Diệp Huyên ta cũng không có nhiều cô gái đi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi là muốn những cô gái theo bên cạnh ngươi kia đều là bạn của ngươi, đúng không? Diệp Huyên vội vàng nói, ta và các nàng không phát sinh cái gì. Tiểu đạo mặt không chút biểu cảm, cực phẩm trong số những người cặn bã, chính là đàn ông cặn bã. Diệp Huyên. Tiểu đạo lại nói, bởi vì ta không đồng ý, cho nên ta bỏ chạy, sau đó dùng một vài cách đặc biệt chạy trốn đến chỗ này. Diệp Huyên trầm giọng nói, gia tộc ma đạo không tìm cô sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, chắc chắn là có tìm, nhưng bọn họ không nghĩ tới ta sẽ chạy đến chỗ này. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã biết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, vấn đề không ở ta, mà là ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, ý của cô là, bọn họ có thể sẽ đến gây phiền phức cho ta. Tiểu đạo gật đầu, ta sợ là bọn họ cũng muốn lấy thư phòng của ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, thư phòng này là của Ngũ Duy, chỉ là có thể chống lại Ngũ Duy kiếp, gia tộc ma đạo lại không phải ở Ngũ Duy, bọn họ cần thư phòng làm cái gì? Không có lý nào. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, làm cái gì? Ngươi có từng nghĩ thư phòng này là từ đâu đến không? Khẳng định là từ phía trên. Bây giờ ta lo nhất chính là thư phòng này không phải vật bình thường. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì chúc mừng ngươi. Mặc dù ngươi chưa ra khỏi Ngũ Duy, nhưng mà ngươi đã có kẻ địch ở chư thiên vạn giới rồi. Diệp Huyên. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, cố bảo trọng đi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn lên phía trên bầu trời sao, một lát sau, hắn lắc đầu cười, kẻ địch ở ngoài trời sao. Ta cũng thật giỏi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Với hắn mà nói, hắn căn bản không thèm để ý, dù sao kẻ địch của hắn chưa từng ít. Hiện tại đối hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là bồi dưỡng những người bên cạnh mạnh lên. Sau khi vũ trụ Ngũ Duy và linh vực hợp lại, thực lực của vũ trụ Ngũ Duy thật ra cũng không yếu chút nào, nhưng là, còn có thể càng mạnh hơn. Thần đến giết thần, ma đến giết ma. Chấm 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 chấm. Nơi nào đó trong trời sao, một bóng mờ đang bay bên trong, ở phía sau hắn ta còn có hai người đi theo, một người mặc áo màu trắng, một người mặc áo màu đen. Hai người đều là cao thủ của gia tộc ma đạo. Hơn nữa, đều là độn nhất cảnh. Ba người cứ bay như vậy trong trời sao, không vội không chậm. Lúc này, bóng mờ kia đột nhiên nói, hai vị, người trong tộc có giao phó, về cô gái váy trắng kia, cần phải bắt giữ, tuyệt đối không được làm hại tính mạng nàng, mong hai vị ghi nhớ. Ngựa oi mặc áo trắng lạnh nhạt nói, hai chúng ta chỉ biết giết người. Bóng mờ kia trầm giọng nói, hai vị, cô gái này cực kỳ quan trọng với tộc trưởng, vẫn mong hai vị lấy đại cục làm trọng. Người mặc áo trắng nhìn về phía bóng mờ, thực lực của cô gái kia thế nào? Bóng mờ nói, theo chúng ta điều tra, hẳn là độn nhất cảnh. Người mặc áo trắng từ từ nhắm mắt lại, độn nhất cảnh. Hy vọng đừng quá yếu, bằng không, như vậy quá nhàm chán rồi. Hai người bọn họ đã rất nhiều năm không đánh nhau rồi. Sâu thẳm nơi tinh không xa xôi, tinh không mênh mông, con người tiến thân vào trong tinh không lại nhỏ bé như cát bụi. Tận cùng tinh không, làn váy trắng tung bay trong tinh không, trong khoảng tinh không mênh mông, trông cô gái có chút gầy yếu lại cô độc. Cô gái đi chậm rãi, tựa như đang tản bộ. Qua một lúc lâu, cô gái đột nhiên lấy ra một người gỗ nhỏ,
người gỗ nhỏ này giống hệt với Diệp Huyên. Nhìn người gỗ nhỏ trong tay, cô gái khẽ nhếch miệng. Tựa như nghĩ đến gì đó, nàng ấy bỗng nhìn về phía tận cùng tinh không, thời khắc này, khóe miệng khẽ cười của nàng ấy dần trở nên lạnh lẽo, ta chưa chết, thì ai có thể làm hại ngươi? Ai dám làm tổn thương ngươi? Nàng ấy đã từng sống, chỉ bởi vì câu nói kia của ca ca, nếu có năng lực thì hãy bảo vệ muôn dân thiên hạ này. Nàng ấy làm được rồi. Nàng ấy đã bảo vệ vũ trụ này cả trăm triệu năm rồi. Mà hiện tại, nàng ấy sống chỉ bởi vì ca ca vẫn còn sống. Thực ra, sau lần ngộ đạo năm đó, nàng ấy đã cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa. Kiếm đạo. Nàng ấy đã đạt đến đỉnh cao. Trường sinh. Nàng ấy không muốn chết thì ai có thể khiến nàng ấy chết? Nếu có một ngày nàng ấy chết đi, vậy thì chỉ có thể là do nàng ấy muốn chết mà thôi. Nhưng hiện tại, nàng không muốn chết. Ngay lúc ấy, phía xa tinh không đột nhiên dao động, ngay sau đó, ba người đã xuất hiện trước mặt nàng ấy. Người đến chính là cao thủ thần bí gia tộc ma đạo kia và Hắc Bạch Nhị Sứ. Ba người họ đều là độn nhất cảnh. Cô gái váy trắng tạm thôi suy nghĩ, nàng ấy nhìn ba người phía trước, ta muốn hỏi một vấn đề, ai bảo các ngươi đến tìm ta? Bóng dáng kia cười nói, nghe Thiên Đạo Ngũ Duy nói, cô là muội muội của Diệp Huyên. Thiên Đạo Ngũ Duy. Cô gái váy trắng quay đầu liếc nhìn, nơi nào đó phía dưới tinh không, cô gái đang nướng cá đột nhiên ngẩng đầu, tiếp đó, nàng ta vội vàng quay người bỏ chạy, ta không làm gì cả, ta không làm gì cả. Trong lúc nói, nàng ta đã chạy về vũ trụ ngũ duy. Nàng ta biết, mình ở vũ trụ ngũ duy thì cô gái kia sẽ không xuất kiếm. Bởi vì một kiếm này, cũng có thể khiến Diệp Huyên biến mất. Khi cô gái kia nổi lên sát tâm, nơi có Diệp Huyên chính là nơi an toàn nhất. Cô gái váy trắng không xuất kiếm. Một kiếm này của nàng ấy chém xuống thì ngũ duy không chống đã nổi, Diệp Huyên có thể cũng không đỡ được hơn nữa. Ngũ Duy có rất nhiều bạn bè và người thân của Diệp Huyên. Nàng ấy không quan tâm, nhưng nàng ấy quan tâm chuyện Diệp Huyên mà quan tâm. Yêu ai yêu cả đường đi. Nàng ấy không hy vọng hắn không vui dù chỉ một chút. Cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, ngay khi cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, Thiên Đạo Vũ Trụ Ngũ Duy lập tức thở phào một hơi. Thiên Đạo Ngũ Duy ngẩng đầu liếc nhìn trên tinh không, lầm bầm nói thật là mạnh. Thực lực này, ta chỉ có thể dùng từ chết tiệt để hình dung thôi. Nói rồi, nàng ta như nghĩ đến gì đó, lại nói, gia tộc ma đạo này thật sự đi tìm nàng ta rồi. Nói đến đây, đột nhiên nàng ta giơ ngón cái lên, gia tộc ma đạo thật khí phách. Gia tộc ma đạo. Trong tinh không, đáp lại cô gái váy trắng, bóng dáng kia cười nói, cô nương này, chúng ta muốn mời cô đến gia tộc ma đạo làm khách, có thể không? Cô gái váy trắng nhìn bóng dáng, có thể. Bóng dáng kia chợt sững người, cứ vậy là đồng ý rồi. Không đánh nhau sao? Bóng dáng liếc nhìn cô gái váy trắng, rất nhanh chóng nàng ta đã hiểu ra. Có lẽ là vì đối phương nhìn thấy bên mình có ba cao thủ độn nhất cảnh, nên mới từ bỏ chống cự, nhưng mà cũng tốt, bớt chút chuyện phiền phức. Bóng dáng lạnh nhạt nói, mời. Nói xong. Nàng ta và Hắc Bạch Nhị Sứ bên cạnh quay người rời đi. Diệp Huyên cứ vậy đi theo. Trên đường, bóng dáng nhìn cô gái váy trắng, vẻ mặt cô gái váy trắng bình tĩnh. Không nhìn ra được vui giận. Bóng dáng cười nói, chẳng lẽ các hạ không hỏi chúng ta mời cô đến làm gì sao? Cô gái váy trắng liếc nhìn bóng dáng, không nói gì. Đột nhiên bóng dáng dùng huyền khí truyền âm cho Hắc Bạch Nhị Sứ bên cạnh. Hai người các ngươi có cảm nhận được thực lực thật sự của nàng ta không? Sau một khoảng im lặng, Bạch Sứ chợt nói, không cảm nhận được, người này không có hơi thở. Nghe vậy, sắc mặt bóng dáng dần dần u ám. Lúc này, Hắc Sứ đột nhiên lại lên tiếng, có lẽ nàng ta có bí pháp gì đó có thể che giấu hơi thở bản thân. Bóng dáng gật đầu. Ba người bọn họ không cảm nhận được hơi thở cô gái váy trắng, vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cô gái váy trắng có bí pháp gì đó có thể che giấu hơi thở, khiến bọn họ không cảm nhận được. Thứ hai, thực lực cô gái váy trắng vượt xa bọn họ,
cảnh giới đè ép, bọn họ không cảm nhận được. Rất rõ ràng là khả năng thứ nhất. Nàng ấy không quan tâm, nhưng nàng ấy quan tâm chuyện Diệp Huyên mà quan tâm. Yêu ai yêu cả đường đi. Nàng ấy không hy vọng hắn không vui dù chỉ một chút. Cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, ngay khi cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, Thiên Đạo Vũ Trụ Ngũ Duy lập tức thở phào một hơi. Thiên Đạo Ngũ Duy ngẩng đầu liếc nhìn trên tinh không, lầm bầm nói, thật là mạnh. Thực lực này, ta chỉ có thể dùng từ chết tiệt để hình dung thôi. Nói rồi, nàng ta như nghĩ đến gì đó, lại nói, gia tộc ma đạo này thật sự đi tìm nàng ta rồi. Nói đến đây, đột nhiên nàng ta giơ ngón cái lên, gia tộc ma đạo thật khí phách. Gia tộc ma đạo. Trong tinh không, đáp lại cô gái váy trắng, bóng dáng kia cười nói, cô nương này, chúng ta muốn mời cô đến gia tộc ma đạo làm khách, có thể không? Cô gái váy trắng nhìn bóng dáng, có thể. Bóng dáng kia chợt sững người, cứ vậy là đồng ý rồi. Không đánh nhau sao? Bóng dáng liếc nhìn cô gái váy trắng, rất nhanh chóng nàng ta đã hiểu ra. Có lẽ là vì đối phương nhìn thấy bên mình có ba cao thủ độn nhất cảnh, nên mới từ bỏ chống cự, nhưng mà cũng tốt, bớt chút chuyện phiền phức. Bóng dáng lạnh nhạt nói, mời. Nói xong, nàng ta và Hắc Bạch Nhị Sứ bên cạnh quay người rời đi. Diệp Huyên cứ vậy đi theo. Trên đường, bóng dáng nhìn cô gái váy trắng, vẻ mặt cô gái váy trắng bình tĩnh. Không nhìn ra được vui giận. Bóng dáng cười nói, chẳng lẽ các hạ không hỏi chúng ta mời cô đến làm gì sao? Cô gái váy trắng liếc nhìn bóng dáng, không nói gì. Đột nhiên bóng dáng dùng huyền khí truyền âm cho Hắc Bạch Nhị Sứ bên cạnh, hai người các ngươi có cảm nhận được thực lực thật sự của nàng ta không? Sau một khoảng im lặng, Bạch Sứ chợt nói, không cảm nhận được, người này không có hơi thở. Nghe vậy, sắc mặt bóng dáng dần dần u ám. Lúc này, Hắc Sứ đột nhiên lại lên tiếng, có lẽ nàng ta có bí pháp gì đó có thể che giấu hơi thở bản thân. Bóng dáng gật đầu. Ba người bọn họ không cảm nhận được hơi thở cô gái váy trắng, vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, cô gái váy trắng có bí pháp gì đó có thể che giấu hơi thở, khiến bọn họ không cảm nhận được. Thứ hai, thực lực cô gái váy trắng vượt xa bọn họ, cảnh giới đè ép, bọn họ không cảm nhận được. Rất rõ ràng là khả năng thứ nhất. Trên cả độn nhất cảnh. Ngay cả Diệp Lan Đình của đạo giới năm đó cũng chưa từng đạt đến cấp độ này. Theo nàng ta thấy thì đối phương chắc chắn không thể đạt đến trên cả độn nhất. Bởi vì cả đạo giới cũng không có trên bậc độn nhất. Đạo nhất chính là cực hạn rồi. Lúc này, Bạch Sứ kia đột nhiên lại nói, cô gái này tạo cho ta cảm giác không hề đơn giản, không được khinh suất. Hắc Sứ cười nói, quả thực không đơn giản. Đối mặt với ba người độn nhất cảnh chúng ta mà nàng ta vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không thể không nói, khả năng định lực như vậy quả là hiếm thấy. Thế nhưng có không đơn giản thì thế nào? Nàng ta cũng không thể nào lấy một đánh ba. Lấy một đánh ba. Bóng dáng kia và Bạch Sứ đều lắc đầu. Mặc dù trong độn nhất cảnh cũng chia mạnh yếu, kiểu lấy một đánh ba cũng có, nhưng rất rất ít. Người kiểu này, đều là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt cả. Nói đơn giản thì muốn lấy một đánh ba, thì căn bản là chuyện không thể. Như nghĩ đến gì đó, bóng dáng nhìn sang cô gái váy trắng, vẻ mặt cô gái váy trắng vẫn bình tĩnh như cũ. Bóng dáng khẽ cười, cô nương là một người thông minh. Ý của nàng ta rất đơn giản, cô gái váy trắng không phản kháng, đây là suy nghĩ rất thông minh. Cô gái váy trắng vẫn không nói gì. Rất nhanh sau đó, bọn họ nhìn thấy một đại điện to lớn. Đại điện ma đạo. Gia tộc ma đạo trong đạo giới tuy không phải là thế lực đỉnh cao, nhưng cũng là thế lực siêu cấp đỉnh cao, trong cả đạo giới cũng đều có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nhất là bây giờ, gia tộc ma đạo dự định kết thông gia với đế tộc này chính là đại gia tộc đạo gia đứng đầu, một khi gia tộc ma đạo và đế tộc liên hôn, thì địa vị của gia tộc ma đạo sẽ lần nữa được nâng cao. Rất nhanh sau đó, ba người bóng dáng dẫn theo cô gái váy trắng đi vào đại điện ma đạo, bên trong đại điện ma đạo chỉ có một mình Ma Nguyên. Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, các người lui xuống đi.
ba người bóng dáng kia lẳng lặng lui xuống. Sau đó cả đại điện ma đạo đều bị phong tỏa. Ma Nguyên nhìn cô gái váy trắng, cười nói, nghe nói, ca ca ngươi và đại tiểu thư gia tộc ma đạo ta đã thành thân, hơn nữa Ngũ Duy Thiên đạo kia nói nếu như chúng ta có gì bất mãn về mối hôn sự này thì có thể đến tìm ngươi, ngươi sẽ giải thích cho chúng ta hết sức hợp tình hợp lý. Bây giờ, ta có thể nói cho ngươi, gia tộc ma đạo ta rất không vừa ý mối hôn sự này, ngươi có thể cho ta một câu giải thích hợp tình hợp lý không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.